Của mình đi, của ai? Của tôi ơi. Em hôm nay là của... Của ai? 38 của chị. Xanh nè,
văn phòng trắng. Đây mấy chị ha, đừng nhìn mặt anh áo nâu sâu hơi xấu chút, nhìn quần thôi. Rồi, quần này 70 đến 75 kg, 70 đến 75 kg. Quần này còn một con, bán xe cho mấy chị 120, bán xe 120.000 quần này ha. Gì cái tư vậy? Cái gì? 120.000 quần này 70 đến 75 kg. Chị nào chốt quần này thì chốt lên giúp giùm em ha. Bi rảnh đúng không? Rồi ok, Bi rảnh mới thấy đứng thẻ nhiều nhiều nhiều. Rồi chắc lên trên kia. À coi chúng á. À để anh Phước chắc đúng rồi. Không, Bi chắc ở đây nè Bi. Thôi kìa. Không mà đi được, chắc đây nè. Lấy cái cục của Thảo ra, lấy cục của chị Thảo Trần ra. Rồi chắc túi sách qua đây. Túi 250.000 hàng Quảng Châu nha. Mấy chị thấy da đẹp không? Da xuất sắc chưa? Trời ơi da hơi bị đẹp nha mấy chị nha. 250.000 một cái túi ha. 250.000 chị ơi. Chị nào chưa chốt túi thì tranh thủ nha. Nay bán mai nghỉ mốt đi làm ấy rồi. Cho nên là mấy chị phải tranh thủ. Cho em xin lượt chia sẻ đó hai thùng đó Bi. Cho em xin lượt chia sẻ nha. Lên sóng. Hồi trưa chị Trang chưa mua đầm ngủ hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Chị là chị lầy lắm, chị lìa quay mắt nha. Chị bớt lầy lại đi nha. Má dặn bớt lầy lại. Má dặn rất là kỹ, bớt lầy lại cho em nha. Hồi trưa ai chưa mua đầm ngủ làm ơn chốt. Chỉ có 100.000 đầm ngủ dây thôi. Mà em nói mấy chị thun hơi bị đẹp luôn. Nói nhẹ cho mấy chị biết là thun đẹp kinh khủng. À, nói nhẹ thôi đừng nói nặng nặng. Nói nặng nặng tự ái bỏ đi hết. Đây. Vải em cực kỳ. Nếu mấy chị chốt con này về mấy chị sẽ nói yên hơn. Còn cái đầm nào giống vậy nữa không? Mấy chị coi phơm nè. Mấy chị coi phơm nè. Mà vải lên rất là đẹp. Vải cô Tâm coi giãn 4 chiều. Vải lên đẹp dữ dằn lắm mấy chị ha. Vải lên đẹp bà cố nậu luôn đây. Chị nào chốt đầm ngủ, chốt lên đầm ngủ kèm số ký cho em ha. Đầm ngủ kèm số ký size 60 đến 92, 93, 94 ký cũng vừa có size nha. Nó có màu đen nè. Và còn được 3 cái màu hồng da. 3 cái màu hồng da nha mấy chị. Có màu nào nữa? Đây. Hồng da. Ren nè, đây là ren mềm nè. Đó. Hồng da. Đây. Đi Bình Dương bán nước tương rồi chị. Đó, thấy bả lầy không? Hello Ngọc Dưỡng. Chốt lẹ nha mấy chị. Chốt lẹ kêu vô đông đông rồi em khui cái bao hàng à. Hàng Việt Nam xuất khẩu bao tải, hàng Việt Nam xuất khẩu có gì trời má ơi. Cái bao gì bự với anh. Chị ơi đi Bình Dương bán nước tương rồi chừng nào có tối có cái phút nào đi thêm để kiếm tiền mua đồ em nha chị. Nha chị nha. Anh ơi cái chiều cái chị cái anh gì mà họ nhắn cái tin hồi nãy anh chụp hình qua cho em á. Không có nó có gọi điện cho anh không? Coi được kiếm được các cuộc gọi nhớ không? Ờ cái đen là gì? Em hai cái hai màu size lớn để chị cho rộng. Có. Nó gọi sao anh bắt máy? Bỏ máy giờ lấy bắt. Rồi nó coi rồi xám đem lên cho em. Ủa bỏ nó tưởng em nghe nhà chỗ cái tủ. Bỏ nhà tủ nhà dứ. Anh tưởng em nghe tôi ngủ trên lầu. Lúc mà đang ngồi dưới thì lại dưới. Vậy ông đi vậy ông mày nói tôi chứ ông đi cái ông mới để ở nhà. Rồi ông biết mà tôi bị stress là ông biết tôi chuyện gì xảy ra rồi đó. Quen. Ngọc Dưỡng nè. Ừ quen nhớ nha. Có ra cảnh một lần lại nữa nè. Chăm nghe ừ quen. Ừ đúng rồi quen. Quen đi. Ừ quen đi. Quen đi. Ừ quen. Ừ. Hai cái 200 của Ngọc Dưỡng nè. Trời ơi đầm ngủ quả đẹp lắm nha vỏ. Ai chưa chốt đầm ngủ thì tranh ngủ chốt nha. Đầm ngủ 85kg màu đen của chị Bình Bùi. Dạ ok chị Bình Bùi. Chị Bình Bùi với em. Rồi Bình Bùi 100.000 nè, xếp lại đàng hoàng con ơi. À, chị Vân Thanh đầm ngủ màu da. Em nghĩ nếu đầm ngủ màu da chị Vân Thanh sẽ bị rộng, hơi rộng thoải mái. Chị được không thì chốt. À, Vân Thanh màu da. Ôi mà đầm ngủ mà mặc cho thoải mái với chị chủ yếu chụp chú chụp đồ là tại vì đầm ngủ thì còn tay hay thôi. À, còn hai cái hay chị Vân Thanh lấy màu đen đi. À, chị ơi shop chị ở đâu em muốn chở mẹ luôn. Em muốn dạ shop em ở Gò Vấp á. Kibu Nguyễn ơi. Shop yên ở Gò Vấp. Kibu ơi Kibu à. Shop chị ở Gò Vấp nha. Chở lên đây đi em. Chở lên nhắn tin cho chị nha, chị cho địa chỉ với số điện thoại của chồng chị.
ấy cho chị để số điện thoại shop chị mà chồng chị cho, ý là gọi điện cho ông không chỉ đường cho. À, cho số điện thoại chồng chị chi. Rồi đầm ngủ ai chốt thì chốt, chị Văn Thanh ơi lấy màu đen được không? Màu đen được không chị? Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu cho nên khi mấy chị về cầm cái con đầm ngủ lên. Em không hứa gì mấy chị, em chỉ hứa là mấy chị đẹp xỉu thôi. Đẹp rụng rúng và đẹp xỉu thôi nha mấy chị. Form nè, form Việt Nam xuất khẩu nè, đẹp không? Chị Bình Bùi, chị Bình Bùi vào cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại nha. Dạ, ok chị. Cũng âm không à. Nhi Nguyễn có ở đây không ta? Nhi Nguyễn có ở đây không vậy? Nhi Nguyễn có ở đây không vậy? Nhi Nguyễn ơi, hồi trưa chị cầm cái nè. Nhi vỏ cái đen nè. Em ơi em ngủ chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Trời ơi qua đêm đâu? Sao đây cô đơn già lạc lòng? Theo 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 theo. Ok đen, dạ ok chị Văn Thanh đen nè. Đen 100.000 của chị Văn Thanh. Văn Thanh. Rồi, Văn Thanh đen 100.000. Em thấy em bắt cho chị rồi, cho em tôi hỏi ok. Bữa coi chốt cái giùm, chốt chưa lâu, nhận hàng vậy ba. Kiểm tra bill An Nhiên cho cô An Nhiên đi không. Kiểm tra nè, không có Nhi đâu rồi, Nhi đâu rồi. Đây nè, đây là cái áo khoác mà 95 đến 100 kg nè. Cái áo khoác mà Việt Nam xuất khẩu mà có một cái duy nhất nè. Nhi đâu rồi, con này là 250 lần nha. Con này 250 lần ha? 250 chị Phúc ơi, chị Phúc bỏ lấy quần này à. Quần này xả còn 120 là chỉ có một cái thôi, 70 đến 75 kg. À, khi mặc cột lên trước giống cái áo Hàn Quốc, quần Hàn Quốc kia đó. Đây mấy chị sọc sọc reo. Thì chị Vân Thanh hồi bữa một lần á là chị cũng có mua. Thứ nhất là chị thấy chị không bị bóc được. Cái thứ hai nữa là bữa kia chị không cạn mua bi, chị cũng mua một bộ đồ hồi bữa. Rồi xong rồi chị đính thanh luôn tới giờ luôn, chị cũng cho số điện thoại đó. Nhưng mà cái đấy chị không vô comment bóc được. Bây giờ sao ý là muốn sao? Cái chị gì nè? Chị Văn Thanh ơi, giờ ý là nói sao giờ, người ta không nói vòng vòng hầu tính lại sao? Là hiện tại cái đích giờ chị không vô được. Hiện tại cái đích chị Thanh không vô được và chị Thanh cọc. Một lần cũng có mua rồi. Chị Thanh cọc cho em cái cạp mua 50 ha. Áo này size tới 95 tới 100 kg được kibu. Bữa đơn trước mua em Nhiên đi đi bưu điện. Bùng dịch. Bùng dịch, đi bưu điện. Bèo đó nhiều. Bèo đó 27. 270 là cái dùm, cái dùm 2,250 kèm với lại 20.000 xíu. Rồi mày đợi tiếp đi An Nhiên, đợi tiếp mày chứ cục điện không kiểm tra được, mai kiểm tra nha. Áo này là size 95 đến 100 kg lượng kibu, size 95 đến 100 kg, mẹ em size bao nhiêu ký nha, mẹ em size nhiêu ký thì báo nha. À báo đây mày đem cái bao hả gì coi nè. Có một ly gì vậy không? Hủy rồi đúng. Bình Bồi ơi, vô cho em địa chỉ cho em, không có điện thoại chút hàng gì Bình Bồi. Lại bỏ trước con cái tin sợ khác hồi chiều tôi lấy lên cho em. Rồi với lại đưa cái bao hàng Việt Nam xuất khẩu luôn nè. Mẹ em 100 kg quay đầu. À, còn bộ dây ngủ không? Còn bộ dây ngủ chị Trang, nhưng mà còn màu đen, với lại còn màu đen, bộ dây ngủ sale 80 quá không? Còn bộ màu đen à? Ừ, ok Bình Bồi cha. Bình Bu. Ờ, Kibu. Kibu 250 của Kibu. Bữa chị cho là số điện thoại là 646, còn bữa nay là chị cho là 546 là chị Văn Thanh đó. Lúc bữa chơi số điện thoại đuôi á, đuôi 546, giờ cho 464 466 764 gì á. Hồi bữa là 646 đuôi, còn giờ là 546 đuôi. Alo. Dạ đúng rồi. Hồi bữa 646 giờ cho gì? 546. À, xem đen ngủ. Ok. Để lùng xuống lấy, để lùng. Gì vậy? Đã hủy đơn hàng đi, lùi bi xuống lấy. Mấy bộ ngủ đen á bi à? Mấy bộ đồ. Đừng có cho địa chỉ số điện thoại, nay Kibu cho công ty nhắn, mày em nhắn tôi cho chị á. Xuống lấy cái bao bộ ngủ mà hồi bữa còn 80 ngàn ở dưới cái kệ sắt á. Nó còn mấy bộ sắt á lên đây sale ra, mỗi người mua một bộ cho nó hết á. Bộ ngủ này 100 mấy quên mẹ, giờ em xe cho mấy chị 80 ngàn, nhưng mà còn có 7-8 bộ thôi, người bộ hết cho em. Nói chung là đầm Việt Nam xuất khẩu á Kibu nhà, vậy là bác ngát nha. Riêng cái hàng gì mình không dám nói, chứ riêng hàng Việt Nam xuất khẩu là chị không rành Facebook,
cho chị số điện thoại hôm trước chị bấm nhầm. Thôi giờ cứ gửi cho chị Văn Thanh đi, chị không rành là giờ chừng nào hàng, nghe nói hàng của shop quần áo biết sai tới là chị nhận giúp em nha. Thôi kệ đi đại đi anh ơi, nhiều lúc những người vậy người ta. Địa chỉ đâu? Địa chỉ đâu chị? Địa chỉ cho lên cái địa chỉ luôn đi. Hả? Không, cái bụng đó, cái bao nó nằm dưới đất á, bao màu đen á. Bao nằm dưới đất lè lè đi ơi. Em gửi tin nhắn cho chị Văn Thanh mà chị Văn Thanh cũng không trả lời em bên tin nhắn nè. Nói chung không xử lý bill chị Văn Thanh được luôn á. Không hề xử lý bill chị Văn Thanh được. Gì vậy anh Tư? Gì tao rau mà giữ chị Bi? Hôm nay tao kêu là bộ đồ đen không mà Bi. Bộ đen còn có 5-7 bộ à. Sale bên nhà em là không cho đổi trả nha. Cho nên
nên mấy chị phải lưu ý giúp em. Chị gì quên rồi, chị Tâm Lê. Hôm qua em chụp cái đầm cho em hai cái bông bên tay nè. Chị Tâm Lê lấy chiêu con đồng này mặc đi tìm liền lắm. Tư cho em mượn cái đầm kem này đi. Đầm kem là cái bông đúng rồi đó. Chị Tâm Lê lấy cái cung quốc cái con đầm này nè. Em nói thiệt, mặc lên phơn cực kỳ đẹp và vải cực kỳ đẹp. Tại tối hôm qua em mặc em mới biết cái phơn của nó nè chị. Đây nè. Trời ơi em nói chị sang lắm luôn nha. Nói thiệt lòng rất là sang luôn. Mấy chị thấy phơn đẹp không? Phơn mà hàng xưởng của mình làm gì làm được có đẹp bằng con đầm này mấy chị. Ha, size này là size từ 80 đến 90 kg đó. Size này là size 80 đến 90 kg nha mấy chị nha. Đầm này vải co giãn rất là đẹp, 300 ha. À, em bộ ngủ của An Bình nhiêu ký vậy? An Bình bộ ngủ mấy chị chốt giùm em bộ ngủ kèm số ký nha. Mấy chị chốt không là em không có biết đâu ha. Rồi áo 90.000 các chị nào lấy nữa không? Áo này thun trơn nè mấy chị, rất là dễ mặc đồ. Màu trắng nè, màu xám nè, để treo lên ha, treo lên. Rồi có một cái con zoom sale. Có một cái con zoom sale 100.000, size từ 65-70kg đến 90kg vừa. Nè zoom sale hàng Việt Nam xuất khẩu nè, có đúng một con thôi. Còn đúng một con. Chị nào không thích dài thì về cứ cắt lửng lên, cắt ngắn tới đùi lên ha. Rồi sale con zoom này cho mấy chị 100.000 zoom. Chị nào chốt zoom thì chốt giùm em. Lấy cho chị Tâm Lê cái đầm. Trời ơi cái phone này đẹp lắm chị. Mà quan trọng là hàng của CK nè chị. 300 của chị Tâm Lê nè. 300 của chị Tâm Lê nè. Cái đầm đó mà 80 đến 90 ký là chị mặc vô hơi bị đỉnh luôn. Em nói thiệt, em là bao dừa mà. Váy chị mặc size gì vậy? La La Hương. Váy này là em có size từ 60 đến 100 ký và có hai màu chứ. Xinh lắm nha chị. Mỗi cái nó có cái nắp này. Gắn vô đó nói chung là đẹp lắm chị. Váy hiếm. Váy hiếm. Có size 60 đến 100 ký. Nè chị An Bình nè. Chị An Bình bộ đen 80.000. An Bình bộ đen 80.000 của An Bình nè. An Bình bộ đen 80.000. Chị Yên Lê 8 mấy ký quá lộn. La La Hương bao nhiêu tiền? 280 La La Hương. Chị Tâm Lê 85 ký coi. Áo thun trơn xanh và sáng của Minh Hảo Phạm. Xanh và sáng của Minh Hảo Phạm. Bên này cái góc kể nhà dưới. Góc ngoài cùng. Có cái áo thun trơn này chị đang sắp một cấp á. À, lấy cái xanh với cái sáng cho chị Minh Hảo Phạm. Hai con 180. Hình như chị Minh Hảo Phạm hồi bữa mua rồi con. Em lấy hai áo thun xám và trắng 60 đến 70. Áo này mặc theo phơn rộng chứ không phải phơn ôm nhan. Nhan bé Như Quỳnh. Đúng rồi, xanh và sáng nha. Minh Hảo Phạm ơi, bé xuống kiếm cái tay M nữa đi bé. Đủ mấy cái size M Minh Hảo Phạm. Để con thử hai cái này size gì. Rồi bé lùng xuống, bé xuống lấy em. Một cái xanh, một cái trắng size M. Một cái xám, một cái trắng size M 90kg vừa chị. Minh Hảo Phạm hai con 108. Lấy áo phun sáng với trắng lấy size M cho chị Như Quỳnh nè. Dạ 90kg chị. 80-90kg là chị vừa nha. Em muốn vừa thì em đổi trẻ cho chị size chứ có gì đâu chị. Nếu cái đó không có size lớn thì em đổi trẻ mẫu khác chứ có gì đâu chị Tâm Lê đúng không? Bình thường mà. Hai cái 108. Hai cái 108. Rồi lên đầm nha. Trời ơi má ơi. Cái đầm này là hồi bữa giờ em tưởng đâu em hút hết kho rồi đầm chắc le ve. Em tưởng đâu là hút hết kho rồi nè quý vị ơi. Nha quý vị. Nè đầm chắc là đầm le ve nè. Trời ơi cái đầm bị lỗi luôn, chứ giờ nó không đi lỗi nữa. Chán thiệt chứ. Rồi đây này lên cho mấy chị nè, đầm cắt laser. Em tưởng nó mẫu này hết rồi, cho đây mấy chị 70 đến 82, 83kg nè. Mấy chị coi phơm của đầm Việt Nam xuất khẩu là đầm này 300 nha. Á đầm này 208, đầm này cắt laser nè. Mấy chị thấy xuất sắc chưa? 70 đến 82, 83kg đầm này. Chị nào ốm ốm cao cao giống như em 1m67 thì có thể 85kg vừa ha. À, của Nhi Quỳnh hai cái có chưa? 8 miếng trắng của Nhi Quỳnh hai cái nè. Nhi Quỳnh hai cái sáng và trắng nè. Gì con? Tâm Lê 90kg thấy rồi. Đầm cắt laser này vải co giãn rất là đẹp. Phơm lên không thấy bụng. Phơm của vải này lên không thấy bụng nha mấy chị nha. Hồi xưa giờ em bán là cái mẫu nào cắt laser ra mẫu đó cũng đỉnh hết trơn ha. Đầm này là size nó lên size lộn rồi nhưng mà nó từ 72 70 72 kg
tới 80 mấy ký nha. 8 mấy ký cũng vừa, tới 85 ký cũng vừa nha mấy chị nha. Cái đầm caro sau lưng bao nhiêu tiền? 260 chị Trần Hạnh. Có size 60 đến 100 ký 260 nha chị nha. Đó 260. Chị nào chốt thì chốt giúp em đầm cắt laser nè. Chị nào chốt đầm cắt laser chốt giùm em đầm cắt laser ha. Đầm cắt laser. Đó, con này size lớn hơn tí. Con này size lớn hơn tí, con này size từ 75 đến 90 ký nè. Con này size lớn hơn tí nè chị. Thì Tâm Lê có muốn lấy con này không? Con này là size 75 đến 90 ký ha. Đầm cắt laser của chế Thu Thủy. Đầm cắt laser Thu Thủy ơi, lên số ký đi Thu Thủy. Thu Thủy lên số ký Thu Thủy ơi. Lấy cái dưới này nè, lấy cái này nè đi. Cắt laser 280 Thu Thủy nè. Cắt laser, cắt laser. Chị nào chốt đầm cắt laser thì chốt cho em nha. Em đi kiếm cái đầm cho chị Phương Thảo tỉnh mà chưa có. Đầm cắt laser 280 của chế Thu Thủy nè. Của Thu Thủy. Có đầm số lớn em mặc không? Có chị. Có cái sâu là size tới 90 ký á chị Mua Hiền. Cái sâu thì form nó lớn hơn. Đó. Cắt laser dưới 80 ký ok chị Thủy. Lấy rồi sai đó. Cái mà còn cái đầu tiên em cầm á. Chị nào chốt đầm cắt laser nữa thì chốt lên giúp giùm em nha. Chị nào chốt đầm cắt laser thì chốt lên giùm em ha. Chốt lên giúp giùm em đầm. Chốt comment, chốt này không nóng. Chất này nó làm vải á, vải xa ra nhưng mà chất này không nóng chị. Chất này không nóng, những cái lông nóng, những cái vải nóng thì em sẽ nói, nhưng mà chất này nó dày thì nó dày nhưng mà nó không nóng nha chị nha. Nhưng mà cái form laser này nó lên đẹp lắm ha. Đầm đen sau lưng bao nhiêu dạ? 280, có size 60 đến 100 ký. Mai đi hè nhớ còn bộ đồ nha em. Chị Tâm Lê còn bộ đồ gì ta? Nhắc giùm em đi. Chị Tâm Lê đâu có còn bill nhà em, hồi bữa trước mấy cái đầm kia là để chút xíu thôi, coi thử trong cái bao đầm này có không thì em đưa chị luôn, với mấy cái đầm hồi bữa chị đặt á là không có còn. Sao chị Tâm Lê không lấy cái con đầm mà có cái dây cột ở đây bằng côn ta? Bộ đầm nó mát mà form lên, em nói chị form lên đỉnh lắm, form lên đỉnh và đẹp lắm chị ha. Đây nè, đây lô đây nè, lô đây nè. Đầm này hồi bữa này ai đặt em quên mất rồi, từ từ nha. Bữa con đầm sơ mi này là ai đặt nè? À chị Mai Nguyễn đặt nhưng mà nó hơi bị rộng ha. Rồi con đầm sơ mi này là rất là nhiều người đặt luôn á. Bé Lùng ơi, nè con đầm sơ mi này em nói với chị là quá trời người đặt luôn ha. 200 con kéo cái đầm sơ mi này coi thử ai đặt cái con đầm sơ mi thôi, để từ từ bán xong không ai đặt rồi tối gì kiếm cũng được. Cái con đầm sơ mi là rất là nhiều người đặt luôn ha mấy chị ha. Nhiều lắm luôn. Con này là size bao nhiêu? Con này là size khoảng cỡ 80 đến 90 ký con đầm sơ mi nè. Hồi bữa là nó có size nhỏ, còn con này là size lớn là 80 đến 90 ký con đầm sơ mi này ha. Bụng bia em 100 ký là không vừa. Đầm cắt laser để size giống đầm hôm bữa, trời má ơi. Lên cho em cái chiều cao cân nặng đi, em lấy size cho và kêu đúng cái đầm hôm bữa một ngày tôi bán 100 người. Tôi nhớ tôi làm con chị luôn á thiệt. Lên cái chiều cao cân nặng đi chị lon nhờ. Tại vì mỗi nhà nó, mỗi lần nó mỗi rập khác nhau mà bây giờ kêu giống hồi bữa sao giống được, không giống nha. Ngón tay nó còn ngón dài, ngón ngắn mà, trai nó còn thằng hàng lớn, thằng hàng nhỏ mà sao lấy cho giống được chị. Đúng không? Em nói đúng không? Trời, chính xác luôn nha. Để coi thử cái bao đồ gì vậy. Trăm tí không vừa. Đầm sơ mi không có sai chị nha. Anh Tư kêu giùm em cái đầm sơ mi lên nè. Tại vì nhiều người hỏi cái đầm đó. Cái nè. Chị Tâm Lê lấy đầm này. Chị Tâm Lê lấy đầm này. Hồi bữa chị hỏi cái bi vàng đúng không? Giờ không có bi vàng mà cũng lấy được cái này size S à. Size này size 60 nè. Đầm sơ mi này size 60, 65, 70 ký nè chị Văn Thanh ơi. Chị Văn Thanh ơi, đầm này 60 đến 70 ký là size chị là đầm này nè. 250.000 đầm này nha. Đó, chị Văn Thanh lấy đầm này nè. Đầm này size nhỏ nè, chị Đặng Hồng Hạnh. Đầm này size nhỏ nè ha. Nè, mấy chị coi cái bi đẹp không? 60 đến 70 kg chốt giùm em đầm. Đầm sơ mi bi. Đầm sơ mi đi bi này là thun la dông nha. Đó, đầm sơ mi bi này là thun la dông. Lấy đầm cắt laser. Lấy đầm cắt laser 1m55, 85 kg. Đó, chị cứ lên số ký là chị cứ lộn. Chị cứ lấy đồ là chị cứ lên số ký vậy cho em ha. Trời ơi đi quẩy dữ ha. Thôi nôi giờ bằng cái đám cưới nhà người ta luôn rồi đó. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Chơi gì mà lớn quá trời luôn. Rồi đầm này của chị Lo Nhật nè. Đầm này của chị Lo Nhật nè. Dạ ok chị Văn Thanh.
Chị Văn Thanh 250 ngàn là chụp hình chị Văn Thanh lại cho anh ơi. Văn Thanh 250 ngàn. Nào vừa cho anh cái lựa đi cưng. Ông chị quýnh cưng lên bờ xuống ruộng nó cưng. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Ý em á là nói chị Tâm Lê lấy cái này nè. Chị Tâm Lê ngồi đi, hồi nữa em xả cho anh bao đồ nhà luôn. Ý em nói chị Tâm Lê lấy cái đầm này nè. À, chị Trần Ngọc Thanh Thanh có ở đây không vậy? Alo alo, chị Trần Ngọc Thanh Thanh có ở đây không? Em đổi cái đầm đỏ qua đây lấy cho. À, đây nè. Em nói tại sao em nói con đầm này đẹp và hàng độc rồi nói vậy nè mấy chị ha. Ở đây vài nút vô. Khi mấy chị mặc lên nó sẽ cột từ đây qua. Đây nè mấy chị. Mấy chị cầm cái con thằng lằn bên này. Mấy chị cột vô cái con thằng lằn bên này. Nó ra cái phân đầm đẹp lắm. Nhưng mà con này hay. Con này là size của Trần Ngọc Thanh Thanh nè. Trần Ngọc Thanh Thanh đâu rồi? Alo alo, con này là size 90 đến 100kg nha quý vị. Con này thông báo với quý vị là size 90 đến 100kg. Con này mấy chị mặc. Cầm một cái túi xách, em nói mấy chị xem. Đi làm đĩ được luôn. Nói thiệt. Nói thiệt là em lấy cái đầm vàng vừa không? Đầm vàng của DNA Trần này bị rộng, để tí xíu kiếm size nhỏ nha. Đầm vàng này có size nhỏ nha anh Tư. Đầm vàng này 250 anh Tư. Coi thử cái đầm vàng này nè. Coi thử còn size gì anh Tư. Còn size gì, size gì. Cò ra con mấy, con mấy cò ra. Tóc em dài em đi mà trong nắng. Tóc em ngắn em đi mà trong mưa. Nhiều. Này. Tóc em đưa em đi trong gió. Tóc em không có em đi vô chùa. Trời ơi, có nhiều bài hát hay quá. Trời sao em ngưỡng mộ em quá mấy chị ơi. Sao tự nhiên em thấy em ngưỡng mộ em á. Em thuộc nhiều bài hay quá. Ở đây em xin trình bày một bài mà bảy đĩ chưa nghe được. Muốn cái đi hát bạn. Cái này size lớn không à Diana? Có size cao 1m78 nặng 82kg không? 1m78 hay 1m68? Bà đòi. Nè size baby. Baby để cái đầm này cho Trần Ngọc Thanh Thanh đi. Đi Trần Ngọc Thanh Thanh 250 để đổi hồ xong. Đi Trần Ngọc Thanh Thanh nhưng mà từ từ gửi hàng nha. Để nhắn tin cho chị đã. Nhà 1m68 đầm sơ mi 100kg. Lấy cho chị Ngô Hiền. Dạ ok chị Ngô Hiền. Ghi ghi cái này cho Ngô Hiền đi bây. Bỏ đi, bỏ cái này để ghi cho Ngô Hiền đi. Ghi Ngô Hiền trước đi. Sai này là sai chị, là sai của em á chị. XL nha. Cái đầm này mặc lên sang lắm chị Hương. Em nói thiệt, đầm này mà tối tối mà mình không có tiền mình đi làm gái cũng được nha chị Hương. Em nói chị Hương đẹp lắm. Tôi với bà là một sai nè. Tôi với bà một sai nè. Chốt cho chị Nguyễn Hương đi. 1m67 nặng 82kg, chị 1m68. Nói chung là cái tóc chị nó dày hơn em chút à. Ừ, nói vậy đó. Nhiêu tiền gì 250. Nãy giờ mày có nhớ đâu mày quên. Mày quên lẹ quá. Nè. Tiếp tục nè. À, bỏ ngoài kia đen tin. Bỏ ngoài chỗ cái quyển sổ vàng đi. Hello hello hello. Rồi em lên cho mấy chị hai con đầm vàng này size lớn nè. Chị Ngô Hiền tranh thủ chốt nè nha. Thông báo cho biết nha. Thông báo cho biết đầm này 220 tranh thủ chốt nè. Tin không? Trời ơi không xin gì nữa. Baby đòn. Cái này mà người ta gọi hay gọi là baby đòn á mấy chị. Mấy chị biết baby đòn không? Chốt giùm em đầm baby đòn nghe mấy chị nha. Đầm này mặc lên cưng lắm. Đầm này mặc lên giống như sao ta, giống như tuổi tin á. Mà chị nào mà bụng càng bự thì nên chốt đầm này ha. Chị nào bụng càng bự thì nên chốt đầm này cho nhiều lên. Em nói thiệt mà, nhưng mà size này là size dưới 85kg thôi nha. Nè. Size này size dưới 85kg. Nó là phơm xòe bự gì nè mấy chị ha. Chốt giùm em đầm baby đòn. Baby đòn 220. Chị đẹp hơn em bậy nữa. Em đẹp nhờ ác nha chị ha. Tiếng hát ác tiếng bơm á. Cho em coi đầm gì vậy. Là cái đầm này nè chị. Là cái đầm mà cột hai cái con thằng lằn nè chị. Size bay của chị nè. Đầm mà cột hai con thằng lằn á. Không cột hai con thằng lằn, đầm cột. Em nói chị đầm cột con thằng lằn đẹp lắm. Em có mặt hình em chụp trong bay á. Mấy chị vào coi đầm cột con thằng lằn đi. Chị ơi, xả cho em cái đầm. Cái đầm cắt la dê để lấy đầm vàng. Xả cái gì của Long Nhật à. Đó, chị đừng. Cái Long Nhật hôm qua là cậu có cắt của Long Nhật rồi. Nó
Em nói chị Long Nhật nha, chị xả cái đầm đen mà chị không hận kẻ cuộc đời luôn á. Nói thiệt lòng. Rồi chị lấy đầm bàn là đầm nào? Đầm bàn cột hai thằng làng, hai đầm baby đòn. Cho chị cái đầm bàn cột dây, đúng rồi chị Tâm lên. Chị lấy cái đầm bàn cột dây là hơi bị đỉnh luôn á, nói thiệt. Cho chị đu đỉnh luôn á. Chứ không giỡn đâu, đầm bàn cột dây lên. Em nói chị, em là nói giỡn, nãy nói giỡn đó. Chỉ cần một con túi xách với một đôi giày 3 hay 5 phân thôi là đi làm đĩ được. Đâu? Ủa, cột lại anh, cột bút lại. Ông em nói thiệt á, mấy chị nói thiệt không? Hồi nãy anh Tư kêu cái con trên kia sai nhiêu. Hay, lấy cho chị Tâm Lê con nói đi. Không có tay em không mặc được, vậy ok, vậy đưa lại của Ngô Huyền đi. Lấy Ngô Huyền ghi cho Trần Ngọc Thanh Thanh đi. Còn của chị Nhật đợi chút xíu, ừ. Lấy Trần Ngọc Thanh Thanh, để chị Trần Ngọc. Chị ơi, lấy sai em nha, giờ em ốm không rồi. Sai chị là sai em, mà sai em là sai chị nha. Chị Lon Nhật lấy cái đầm nào? Dạ đầm Babylon này hay là đầm cột hai thằng làng? Dạ nhanh nhanh giùm em chút để em lên hàng với chị, chứ em lai lâu em khó chịu lắm. Lai lâu nhiều người đợi tội nghiệp lắm. Nè chị Tâm Lê bút thêm con đầm đỏ nè, hay không? Rồi chốt với chị Tâm Lê. Rồi đầm này nè. Nè anh ơi. Rồi đợi, nè đưa tiếp cho Trần Ngọc Thanh Thanh con này nè, ghi Trần Ngọc Thanh Thanh để em từ từ em nói chuyện với chị xong rồi. Đây. Hai con thằng làng á chị, dạ ok. Có hai thằng làng. Ủa nhưng mà trên đó còn cái đầm nào nữa không? Giờ hai con thằng lằn giờ hết rồi sao chị? Hai thằng lằn giờ còn size này size nhỏ chị mặc không được. Size này XL cỡ em à. 1XL. 2XL nè chị ơi, còn XL cỡ em à. Giờ chị lấy con thằng lằn đỏ đi. Chị lấy con thằng lằn đỏ giùm em nha. Lằn đỏ cái gì? Ai lấy? Đó, đó, đúng rồi đó, đúng cỡ trường rồi, cũng là cột hai con thằng lằn hả chị mà đẹp ha. Rồi, chị Tam Lê thiệt á, để dành mấy con này để mặc đi tiệc, sang dữ dằn lắm, ha, sang ghê gớm lắm mấy chị. Chị gì đó, chị gì đó đổi qua hai con thằng lằn này được không? Rồi, Tam Lê nè, 250 của chị Tam Lê, 250 của chế Tam Lê nè. Đầm đỏ của Bùi Thanh Huyền, ok chị là size của em nè. Hai con cá li thì và ba con cá ăn quăng rồi này. Bùi Thanh Huyền 250 nè. Làm đỏ. Chị Lon Nhật lấy hai con thằng lằn đỏ được không chị? Chị Lon Nhật coi chị có thể nào lấy hai con thằng lằn đỏ được không? Chị có thể lấy con thằng lằn đỏ có size nhỏ rồi nha. Ok, đầm đỏ dạ chị. Em kiếm size cho chị nè. Người nói đi đêm đêm phòng trà rượu. Dắt hoa teo teo tôi thương người đừng mang chỗ kiếp em cầm đà. Người ngồi đó người có nghe không? Lon Nhật 250. Vô tình mình sao em đắm đuôi. Cho em xem lại đầm Babydon. Đợi chút xíu tôi nhập. Đây nè chị. Đây là chị Ngọc Lan Thu Thủy đẹp không? Đây là con em cột hai con thằng làng ở trước rồi nè. Trời ơi em nói với chị đầm này sang dữ dằn lắm. Thêm một đôi búp bê nữa tí xíu em lên. Đôi búp bê với lại cái đôi gót vuông 5 phân nữa là mấy chị chết. Nha. Em thêm. Hồi chiều đem xuống dưới một cái thùng mà đôi gót vuông á. Bây giờ đem lên đây. Thùng giày á, gót vuông. Đầu tiên anh Tư đem xuống không? Rồi lấy cho em đôi 37 đi đây nè chị. Hả? Dạ. Hai bộ ngủ đen 74 kg nè. Của mà Bích Bích Phạm ở Cần Thơ nè. Hai bộ ngủ luôn hả? Hồi nãy lấy mấy bộ hả? Con gái ơi 80.000 này. Thêm bộ nữa nè, hai sửa lại thành 150 anh chứ vậy. Hai bộ 150.000. Hai bộ 150.000. Cho xem đầm duyên rồi đây. Baby đòn đúng không? Ai chốt baby đòn? Trời ơi nói nghe nè. Cái con baby đòn mấy chị coi form nè. Mấy chị coi form baby đòn của hàng Việt Nam xuất khẩu đẹp không? Giống như em bé đó hả? Giống như em bé đó, 220 đầm Babydon nha, chế Thu Thủy. Đầm sơ mi nhiêu cá có size 85kg, chị Hồi Phương Trần. View đang cao đừng hát nữa, tội nghiệp khách. Em đợi con bạn em vô. Em đợi bạn em vô, em cho chị phần nem nướng, ti quà ăn nem nướng mà mắm ngon lắm. Chị đợi em đi, ăn cho mập cùng nhau cho vui. Trút vô. Gì?
chết tôi mỏ, hỏi câu em cũng có bạn nữa hả? Nghĩ sao người ta đẹp chỉ là đẹp gái vậy con ạ? Nè, cũng không cũng ốm nha, gót vuông nè mấy chị, con này có size 37-40 nha. Đôi này 250 hàng Quảng Châu. Đôi này 250 hàng Quảng Châu, đôi này là men với cái đầm kia thêm cái túi sách nữa. Trời ơi, tao nói thiệt. Có cô gái đồ lông đi chóc bầu cua. Đầm sơ mi của chị Hoài Phương Trần, hình như là chị Thảo Trần với cái một bà nữa, bà gì? Bà gì mà nghe nói đồ thì đẹp, bà hát thì dở ai? Bà nào, nói chung là mấy má toàn là gì không? Quyên, Quyên. Gì Quyên, Quyên, Quyên Dương, Dương, Quyên, Quyên Dương gì đó á, toàn có quỷ gì không mà. Đồ thì đẹp thì bà hát dở quá đây. Nói chung có size lớn nha, đầm đỏ sơ mi. Đầm Babydoll. Babydoll 220. À, Babydoll 220. Rồi lên tiếp nha. Người nói đi. Đây là thun lạnh nè. Đầm sơ mi mà thun lạnh nha quý vị. Sơ mi thun lạnh. Quý vị ơi, sơ mi thun lạnh nè. Đừng nghe những gì thằng chồng em nói, đẹp không? Trời ơi, xinh không? Thun lạnh nha, thun lạnh nha. Cái này thu thủy mặc cũng đẹp nè. Thu thủy nè. À, có đôi giày có 37 rồi chị lấy 37 đi. Em thiệt lấy 37 mang ngồi lòi gót đâu có ai biết đâu chị. 37 đi chị Văn Thanh, 37 lớn nhất. Cho em xem đầm đỏ. Ủa nãy Nguyễn Hương lấy đầm gì ạ? Nãy Nguyễn Hương lấy đầm gì ạ? Đầm vàng. Cái đầm đỏ nó giống như cái đầm form đầm vàng á, chị Hương lấy xem không? Cái đầm đỏ nó y chang cái form đầm vàng nha. Mà cái đầm vàng thì nó giống cái form đầm đỏ chị. Thiệt, em nói thiệt mà. Cái đầm đỏ nó y chang cái form đầm vàng. Mà cái đầm vàng nó y chang cái form đầm đỏ. Mà hai cái nó lấy né nhau cái form vậy mấy chị. Hai con vợ không biết hay tao, tao bán không được hầu tao chửi cho thấy cái cảnh. Cái gì? Cái gì? Xem búp bê đê. Cái gì bà nội? Bà có thể xem cái thằng gì nó khác cái thằng đó được không bà nội? Cái gì mà xem búp bê đê? Trời má mệt thiệt chứ. Đây là chị. Tôi thấy bà chịu chơi lắm. Quất con này đi à. Con này là sang trọng, mềm mại, quyến rũ, nhẹ nhàng. Qua lá cành, qua lá hẹ, bông bự, bông hẹ, bông bụt. Đó, con này nè, 250 nè. Có sai. Đi ngủ. Mai em ở nhà đi. Đôi màu đỏ cho em, đổi màu đỏ cho em đi. Ok chị. Mai em ở nhà đi xuống. Xuống như nào? Đổi cho chị Hương nè, bớt xuống ơi. Cái gì mà đi ngủ? Xuống xuống từng trụ Long An á. Đổi màu đỏ cho em. Gì vậy? Cái bàn trời ban trang Nguyễn này nè. Đi à? Đã rồi đi ngủ kìa. Để tao hỏi tự nhiên cái xem búp bê đê. Bà xem cái gì bà bên nói rõ chứ, búp bê đê hàng hóa thì nó đang lững chững giữa hai bên mà đòi đi xem búp bê đê. Chào chị em. Mệt thiệt á chết. Đầm sơ mi thun lạnh này chốt giùm em là khối. Sơ mi khối nha. Sơ mi màu gì ta? Vàng cam hồng. Vàng cam hồng. Ừ nhẹ chút like đầm đỏ thấy không? Nhẹ chút like đầm đỏ nhiêu ký quên rồi. Chị Yên ơi đầm của em đâu? Chứ cái gì trời. Đầm đỏ nhiêu ký nhẹ chút like. Đầm đỏ mấy 6-80kg của chị Phan Trang. Em thích màu đỏ. Xe xem con búp bê đi. Ừ rồi bi xuống lấy búp bê sọc sọc rồi chiều 220. Thì nói vậy đi, tự nhiên cứ coi chim búp bê đê. Người người ta biết búp bê đê nó nằm ở đâu bà nội. Mệt thiệt chứ. Nhẹ trúc lai dầm vú 101 đúng không? Vú 101 đầm đỏ đúng không? Nhẹ trúc lai nếu đón không lầm. À vú 101 đầm đỏ bằng vú tui. Đó vú chị với vú em là hai vú là chung một nhà đó. Khi đứa cha dầm một nhà. Thế hấp đôi môi cùng một giường. Thế hai ta cùng một lối. Nè búp bê đê của chị Phan Trang nè. Ở lòng chị Nhã Trúc Lai. Nhã Trúc Lai đi ngủ tốn tiền quá. Mới nhận cái bill có triệu mấy tốn gì trời. Đầm sơ mi 85kg của Hồi Phương Trần. Để kiếm nha Hồi Phương Trần ơi. Để kiếm size nha. Cho nó đang hết size rồi đó. Nè Hồi Phương Trần 250 nè. Hồi Phương Trần 250. Đầm đỏ cao mấy 6 nặng 80kg. Kiếm chị đang kiếm, đợi em tí nha. Thấy mặt ai? Có cô gái đồ lông đi chốc bộ cua. Chốc hai cái nha, con gà mai. Đã thấy bà đứt bà liếc không? Phan Trang nè. Phan Trang nãy giờ có đầm chưa? Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Có chị Nguyên Nguyễn. Má Yên nhảy sờ đúng rồi á.
lấy cái đầm đỏ màu đỏ XL. Đầm này sao chị biết có xay XL được? Đầm này nó không có xay, xay chuẩn màu. Ủa ba ai vậy ta, bài đó vậy bay? Rồi hát hết bài giờ nghe. Không, nè, ở trên hồng hồng bích xe, dưới màu màu xanh nữa nè. Bà Trang à? Bà Trang, ông bước ông đem ông cầm ông ngồi ông nhìn cái hình bà nè, ở trên cánh sen dưới xanh lá kìa. Trời ơi má ơi, là má ơi, có sai trăm ký nhiều á, loại xịn xò nhé chị. Ủa chị lấy cái gì mà loại xịn xò? Chị kiếm bóp đỏ cho em chưa? Đợi đi bà Hương, tôi kiếm cho bà một con bóp đỏ bà đi đứng đường. Đợi đi, đợi đi, sai trăm ký nhiều lắm chị, mà giờ chưa biết làm đâu, chị đợi em tí nha. Nói chung là đầm hàng xưởng nhà em cái gì cũng có size tới trăm ký hết nè. Đôi búp bê nè, búp bê đê nè chị. Đây nha, búp bê đê, đã không? Trời ơi, búp bê đê này có size từ 37 đến 40 nha mấy chị nha, búp bê đê. Chị ơi là chị nào chốt búp bê đê chốt lên giùm em 220. Mang cái đôi này lên, thứ nhất là nhẹ nhàng, chị đổi phong cách giùm em đôi dép xanh lá cây đi chị. 220, size 37 đến 40. À, đôi này 40 nè. Đó, búp bê đê của chị đó, chị chốt đi, trời trời. Em thấy đầm đỏ đẹp quá, thôi lấy nó, trời má ơi, đẹp lắm luôn á chị. Em nói thiệt với chị đẹp lắm, nhưng mà hầu như mình đâu có, mình may không bao giờ được đẹp gì đâu. Chị về đây, chị ngồi, chị banh cái đầm đây, chị ngồi, chị nghiên cứu một đêm cho em. Em nói thiệt, ngồi nghiên cứu đi chị, đẹp dữ dàng lắm. Ngô Huyền hết ba hết đầm luôn rồi. Ngô Huyền 250 nè. Ngô Huyền 250. Mấy chị nào còn đám cưới không? Ở đây có ai rồi chuẩn bị đám cưới không? Ở đây có chị nào chuẩn bị đám cưới không? Bán cho con đầm 100 kg đi đám cưới nè. Ủa chị thở chân nãy cái đầm đỏ đấy là còn không? Không, đầm đó còn xay lên xay rộng mà xay hay gì cả, phải 90 kg rồi chị Thảo. Chị đã bị rồi. Đây nè. Trời ơi, 300. Eo này là xay 95 đến 100 kg nha. Mua cái đầm đi em hát tặng cho đầm đỡ ngực 104 eo 100 lấy rồi chị. Đôi búp bê ở đây bán 250 đó chị, bán 220 chị. 220 đôi búp bê D 220 nha chị. Nói chung là em nhập rẻ em bán rẻ, em nhập mắc em bán mắc tùy vậy chị. Đây. Đây nha. 95 đến 100 kg. Trời ơi má nào 95 tới 100 kg chốt con đầm này chết người. Chết người luôn. Chị nào mà sắp đám cưới nè, hốt cho em. Hốt cho em cái con đầm này nha. À, dài có số lớn hơn không chị? Dài. À dài hả? Dày có số là đôi này 40 lớn nhất. Chị có cái đôi thể thao mà đi mùa nước mùa mưa này nè, đôi thể thao cao su này nó có size tới 43 thôi chị. Chị yên áo khoác đi nắng có nhiều lắm. Anh Nguyễn Ngọc size nhiêu ký báo đi. Trời ơi cái con đầm trắng này mà ai mà đám cưới mà dốt được con này là coi như trúng bánh một nùi luôn á. Tại dễ gì có cái con đầm trắng mà 300.000 như thế này mấy chị. Trời ơi đẹp lắm nè, chứ cho mấy chị coi gần nè. Hồi bữa nó có con size 12 khách giật quá trời luôn, giờ đây size 20 đầm trắng. Ờ em cũng thích nữa chị. Ai mà chuẩn bị đám cưới mà dớt được con này là coi như quá ư là tuyệt vời luôn á chị. Nói thiệt lòng mà, cái con này là dùng từ hàng hiếm nè. Ai mà chuẩn bị đám cưới mà dớt con này là ú cha cha cha, nhổ mãi mà không được nha mấy cô gái đồ lông ơi. Cho em xem đầm đi tiệc sai trăm ký đang lên. Bà bớt hò giùm cái, cười xỉu luôn. Bà bớt hài. Chị mua cái đồ đi em hát tặng bài hát cô gái đồ lông mà chị nghe. Có cô gái đồ lông đi chóc bò cua, chóc hai cái ra con gà mái, cua tiền vô chi què vô khăn què mà chơi cái gì. Size 14 nè mấy chị, đầm đá nha, đầm đá đủ màu size 14. Ê siêu phẩm nha. Con này siêu phẩm nha. Ở sao đừng thuốc thuốc chuột á. Bài mấy chị thuốc hang sau được nữa. Ê cho tao uống trong lọc ngửa mày ở với dế đi vậy. Đây nè. Ê một con duy nhất nha 300. Ê đẹp không? Có cái bông nè, mua cái đầm khuyến mãi cái bông size 14 dưới 75-77 kg, dưới 75 dưới 77 kg. Chị lấy đầm đỏ số lớn em mặc đúng rồi, lấy số lớn 100 kg mà. Xem giày thể thao size 43 hả chị? Dạ ok. Phụng tỷ, cái đầm trắng đó là size 90-92 kg đi, 90 nữa rồi, 92 tới 100 kg. Chị nào vừa thì cứ hốt nha. Đó, đầm trắng đẹp quá. Hay là Thu Thủy hốt cái đầm trắng nó về đây, giờ mình mới có 70 mấy ký, mai mốt về chừng nào 100 kg mình mặc được không? Ý hay không gì mình ăn vô, ăn vô rồi đẹp quá nè, mình mặc lên 100 kg, mình mặc mình thỏa mãn lòng mong đợi, xong mình giảm cân xuống
là nó nhăn ve trâu. Lấy ra đôi thể thao 43 hai màu đi bây giờ. Người nói đi đêm đêm phòng trà. Lấy tầm 75 kg của chị Hăng Vo. Trời ơi con này là hàng độc cái gì Hăng Vo. 300 của chị Hăng Vo nè. Hăng Vo. Dạ tí muội cho coi làm điên hay sao vậy có chị. Thứ nhất là làm củ tim nha chị nè, làm củ chim tay cánh tiên ha, con này phơm đẹp dữ dội. Em là em mê con này nhất nha. Em là em mê con này với con thích mực. Đây là làm củ lá sen, có 3 hộp nút ha. Đầm nào vải cũng coi dạng có tay 60 đến 100 kg. Giá nào chốt thì chốt lên giúp giùm em. Bây giờ mày lấy cái màu nào cũng được rồi, từ từ mình kiếm sai xong bây giờ sao mình thương mày khờ quá à. Đây là con 7 màu nè. Giày này có size tới 43 nha. Em có một đôi để đi lấy hàng nha mấy chị, mang sướng lắm ha. 250 nè. Đây mấy chị. Đẹp không? Em là buôn chứ em bán lầu nhiêu cái chừng à ha. Còn chỗ nào bán mắc thì nhờ chỗ em, bán rẻ thì nhờ em, bán mắc thì mấy chị cũng chịu ha. Vậy đi. Thằng qua nó xong chưa thành phố? Đó Hồng Ngọc bệnh nặng lắm rồi. Ê tự nhiên chữ tao bệnh nó Trịnh Huỳnh Tú thì giờ ghiền quá nè. Đâm trắng thì quán là sắc nó trội, mặt sắc mắt thì gái. Nhiều lúc mặt có tay cái mình vô mình bị gù ghê lắm thiệt. Đây nè ha, mặt thù lù như con, mặt thù lù như con cù rồi vậy cho nó xuông nó đẹp đây. Đầm này đầm lau ở lộn dây đây, dây lá nâu nè. Nó có hai màu nha. Có size tới 43 cho mấy chị lựa luôn á ha. Quý 11. Quý thằng Joy. Size 43. Nó có đôi 7 màu và đôi lá nâu. Đó, chị nào chốt lá nâu thì có lá nâu, chị nào chốt chị nào chốt 7 màu thì có 7 màu. Riêng giày này thì mùa này mặc cùng riêng mang giày thể thao, mang giày này là đi ok con gà đen nha. Ok con gà đen nha mấy chị nha. Túi 60 ngàn, túi cối. Túi cối 60 ngàn. Con này là đúng lời 5 ngàn nè mấy má. Con này đúng lời 5 ngàn luôn nha, túi cối 60 ngàn, lời đúng 5 ngàn đó quý vị, nhiều màu lắm. Nhiều đôi rẻ vậy? 250 chị. Yeah. Cái gì vậy? 87 kg. Làm vàng hết rồi. Hai mẫu này hết hết trơn rồi. Con trả lời một câu dễ hết rồi cô cho nó gọn ơi. Câu đó là mày phái nhất hay lùng? Mấy hai mẫu đó hết rồi. Chỉ còn mẫu đỏ thôi, nó cô vô live stream được không? Giá trời con này là size của chị Thảo Trần. Này trời chị Thảo ơi. Có một chiều chiều xuân như thuê, nắng ngập tràn hôm em ngất ngay. Mùa xuân 280 tình xuân. Con này size nhỏ lắm. Anh ơi, bỏ hồi đó cho anh Bình này. 87kg. 87kg thì có size 2X. Làm nó là quắc nhưng mà giờ đang chờ may thêm. À, có giày đi tiệc không chị? Đầm củ lá sen 100kg số đo dòng ngực bao nhiêu? Chị cho em chiều cao con này, em lấy size cho chị khỏi con đo dòng ngực. 130 cũng vừa. Dạ 250 chị giàu à, 250. Em có đăng bài á. Mà bắp tay như bắp đùi người ta buồn. Mà bắp tay như bắp đùi thì chị phải mặc sát nách cho người ta thấy bắp tay bằng bắp đùi. Chứ chị không mặc sao người ta biết chị bắp tay bằng bắp đùi. Cái đó là chị cảm nhận thôi, chị cứ mặc đi. Chị mặc ra thì người ta mới biết bắp tay chị nó bằng bắp đùi. Chị không mặc ra thì làm sao chị người ta biết bắp tay bằng bắp đùi. Chị sống không có niềm tin gì hết. Chị sống không có niềm tin và hy vọng gì hết. Chị không có niềm tin thì chị phải dùng cô tết like vô. Chị hiểu không? Rồi lên tiếp nè. Đầm này là đầm đắp chéo nha, 250. XL, size của chị Thảo Trần nè. Nè cái con này là cái con mà mấy chị mặc lên là form đẹp, đẹp nhất luôn á. Đẹp nhất trong cái đám lộn xộn luôn nha. Nói thẳng cho mấy chị biết luôn. Nè lấy cọng dây này cột qua cọng dây này. Cái đầm này mấy chị mặc lên tự form khắc nó tự đẹp cho mấy chị à. Là cái đầm này là 250 nè. Chốt giùm em đầm đắp chéo. Đầm đắp chéo ha. À, đầm này em có size từ 65-70kg. 65-67kg đến 80-mấy kg cũng vừa ha. Đây. Em nói thiệt, mấy chị thấy không, mấy chị nhìn thấy mấy con tay không? Nó mặc đồ. Nói chung là em ngưỡng mộ lắm. Mà mỗi tội em không mặc quần riêng rách đít được đâu. Tại đít em bị ghẻ. Em cũng mua gì mà em không dám mặc. Tại đít bị ghẻ đó. Dạ 280 chị Quyên Nguyễn. Bê bê kiểm tra cái đầm củ lá sen này còn size 100kg không? Nhà giữ.
gọi ra kiểm tra chị, 200 ký nha. Cái con này là phiên nên lấy thiệt, là phiên thiệt lòng. Trời ơi, má thiệt chứ bác không được ngồi nói chuyện như con điên á. Hát đi, chút em múa cho ăn bài rồi. Chút này em cho cái lùng hát em múa phụ hệ cho. Mấy chị, mấy chị né nha. Né mua nhiều nhiều nha. Rồi lên tiếp con nằm đỏ nè. Đúng rồi. Có sai đây đâu còn không? Cùng nói tưởng không có rồi chứ. Sai 12 nha. Nằm đỏ đi tiệc sai 12. À không phải, con dùm. Nói lộn, sai 12. Con này là dưới 73, 74, 75 ký. Đẹp không mấy chị? Tây phòng nè. Tây phòng nè. Cổ đắp chéo nè. Rồi 250 con dùm sai 12 dưới 73, 74, 75 ký. Vậy nào chốt dùm đỏ, chốt dùm em dùm đỏ đây. Dùm đỏ nha. 250 ngàn dùm đỏ. Ai chốt dùm đỏ, chốt lên giúp dùm em dùm đỏ ha. Dưới 72, 73, 74, 75 ký. Dưới 73, 74, 75 ký bà Yên. Cái gì bà nói cũng được. Sau hồi bà làm luật sư thôi. Hồi xưa định đi làm đĩ mà giờ còn kêu đi làm luật sư. Sao nó đi cùng chuyến đường được bà nè. Mệt quá. Nghĩ sao giờ không có cùng chuyến tiếng nha bà nội. Má học trước quên sau. Trai thì tên gì số điện thoại nhiêu cũng nhớ hết trơn á. Rồi đây. Lên cho con đồng xanh. Má XL nè mấy chị. Má em đèn mờ dân dân. Má em đèn không lạnh nha. Ủ tim nha, có bèo nha. Không lạnh nha, 250 nha. Đầm, đầm xanh hoa li ti nè, đầm xanh hoa li ti nè. Đó ha. Con này thì size nhiêu ký? Con này là size khoảng cỡ dưới 93, 94, 95 ký được ha. Từ 75 ký đến 95 ký con đồng. Con đồng hoa xanh. Một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại chị Hằng Do là em sẽ biêu chị nha. Em sẽ thiệt á. Không phải sẽ giỡn đâu. Nè nó láo đi ghê bị xe đụng á. Đây, hôm qua mấy chị thấy đầm mà. Hôm qua mấy chị thấy đầm kim tuyến đỏ đúng không? Thì đây là cái đầm kim tuyến xanh. Đây nha quý vị. Đây là cái đầm kim tuyến xanh ha. Nhưng mà cái này size 12 nè. Là size này là khoảng cỡ từ dưới 73 ký. Dưới 73 ký ha. Xanh lá của chị nghe vỏ nè. Nghe vỏ là hình như ở tân con sơn hình nhân mặt gì á, chúng cái mỏ hả? À cuốn đậu quà. 250 cái gì mà cứ nhiêu miết vậy? Ha đầm đầm xanh này là đầm xanh này là size dưới 73 ký, size dưới 73 ký là đầm này 300 nha mấy chị nha. Em nói gì kìa cha, mấy chị tập trung mua đầm đi. Em nói gì kìa mụ nội em, đừng quan trọng nha, đừng quan tâm. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Một cái con đầm này chắc chắn lên là sẽ bị ế, tại không ai mua đâu. Đây. Ê, con này đừng có giỡn mặt với tôi nha. Nói nghe nè. Riêng cái con đầm này, mấy chế đừng giỡn mặt với tôi. Riêng cái con đầm này, mấy chế đừng giỡn mặt với tôi. Size 14, dưới 77, 78 ký. Riêng cái con đầm này nè, chị Thảo Trần. Quốc con này cho em, ba xì. Dây đá nè. Nè, phơm nè. Con này của hàng Việt Nam xuất khẩu. Em nói mấy chị mặc con đầm tím này vô giống như mệnh phụ phu nhân á. Mặc cái con đầm tím này vô y chang mệnh phụ phu nhân luôn. Size dưới 77-78 ký. Ha, chốt giùm em đầm tím. Hello chị. Nãy giờ sale giày cho chị bà nội. Giày chưa nhiều, giày máu nhiều, chưa giờ sale. Hỏi câu nào có duyên hơn được không? Cái này vừa hình hò không có vừa. Cái này bé Thảo Trần mới vừa 300 nè. Cái này chị Thảo Trần, size này không có vừa. Size này bé Thảo Trần vừa. Bé nào vừa em sẽ để bé đó nha. Chứ bé không có vừa là bé không có để nha. Đó. Đây. Đây. Đầm ren dịu dàng và ren mềm. Size này là size nhỏ nha. Size này mà chị nào còn cỡ 65 ký là ok à. Đầm xanh nè. Đầm xanh ren 250. Chị nào size 65 ký thì hảo 065 ký đừng hốt nha. 065 ký đừng hốt. Nghĩ sao? Chưa vừa xấu thùng giày. Nhỏ chưa bán tôi nào. Giờ hỏi. Chưa giờ cái treo giày rồi. Còn hỏi muốn tán cho thầy cái đồng. Chứ dễ là nhặt luôn. Hê 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 chứ. Sướng. Cái đầm này rồi mấy tụi mình vô bằng cái đùi hả ta? Trả đi chị Hằng Do nha.
xã Biêu Hàng Do đi. Phải Đầm Đỏ không? Phải Đầm Đỏ không? Đầm Đá không? Đầm Đá 75 tí nè. Để ra ngoài cửa luôn anh. Lên Biêu rồi chị, tí xíu đi đơn thôi chị. Bữa sau có gì chị cứ nhắn tin đi chị. Biết là đổi rồi thì cứ nhắn tin em vậy, em giải quyết cho. Không sao hết trơn á. Hồi giờ có lộn Biêu ai, có ăn gian Biêu ai đâu. Hả? Hả? Con này size lớn hơn nè. Con này nó là mẫu đá. Nó mà là mẫu đầm đá ren nè. Ha, ren kim. Con này thì size dưới 70-72kg ha. Dưới 70-72kg đầm đá kem ha. Đầm đen treo sau. Có số lớn không chị? Có chị. Đầm đá của chị Song Anh 300 nè. À xin lỗi, ở đầm đá của chị Song Anh 300 nè. Quên quá. Chắc không bị mắc phong lòng rồi. Cái đầm đã lên sang chảnh lắm chị. Với lại cái khuôn mặt chị nó dịu dàng á. Ủa, chị lấy đầm nào? Từ 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 từ. Chị lấy đầm đá này hả chị? Chị lấy đầm này phải không? Chị lấy đầm phơm này phải không? Phơm này thì 250. Phơm này thì 250. À, đầm đi tiệc 72 cái đang lên nè chị. Trúng cái gì mình vô cái đó nha chị. Đúng cái gì là mình nhập tâm vô cái đó luôn ha. Rồi cũng là đầm đầm xanh. Cũng là đầm ren xanh nha, ren mềm mà có đá ở ngoài ha. Đây. Ren mềm có đá ở ngoài. Con này size L nè. Size L. Là đầm đá. Là cái đầm đá em mới đưa lên kêu size L này chứ gì đúng không chị? 250 chị. Này 250 đầm này mới 300 nè. Đầm đá đủ màu này mới 300. Đầm đá mà có bên lum có tùng á mới là 300 chị. Chị lấy cái nào thì chị báo em nha. Đó. Rồi em lên cho mấy chị con đầm xanh nè. Đầm xanh ren. Con này là size dưới 75kg nè. Đầm xanh ren size dưới 75kg. 250. 250 đầm này nha. Gửi đầm đen luôn. Chị lấy đầm đen phổ tim hay lấy chị lấy đầm đen phối trắng. Chị lấy đầm nào chị Ngô Hiền ơi. Lấy đầm nào báo em nha. À đầm mà bê lâm 300 á phải không? Đầm đá của cái chị gì đó xả đó. Đổi lại đi, xong anh lấy cho xong anh. Đầm đá bê lâm á phải không? Bê lâm á. Đó chị. Nói cô là bán ế lắm, nói cô bán live stream ế lắm. Cô cho em trả góp được không? Nó cô ơi, cho con trả góp được không? Dạo này miệng bán live stream mới lắm. Không có tiền đóng. Mình giỏ đâu. Mình giỏ xả rồi. Nói chị xả rồi. Nói thẳng nha. Chị xả rồi, lừa mẫu khác. Xả cách lấy rồi. Em là cô gái. Nè chị Song Anh ơi. Chị Song Anh ơi, có một con thôi nha chị Song Anh ơi. Em là cô gái hay còn xuống. Xinh xắn tèo tèo size 12 dưới 73kg. Đẹp không mấy chị? 250. Một con duy nhất thôi. Hôm này là gu của bà Lặng Hồng Hạnh nè. Đây mấy chị ơi. Hồi nãy em có đầm ngủ đẹp quá trời luôn. Chị Hình Hòn có 100.000 con rồi ha. Có 100.000 con rồi nha mấy chị. Rồi giày búp bê của chị nè, hồi nãy dài xoay. Đó nè, đôi này thì có size 37 đến 40 nha mấy chị nha. Rồi dẹp cái này em đi. Đâu trở về vị trí ban đầu rồi. Nè chị Huỳnh Hòn, hốt hai con đầm ngủ cho em. Vải thun lai dông đẹp lắm. Thư biết phân không nhỉ? Vải thun lai dông cực kỳ đẹp luôn nha chị. Thun cô tông 4 chiều, có màu này với màu đen. 100.000 con đầm ngủ nè. Ai chưa chốt đầm ngủ thì chốt giùm em. Rồi nó vỗ tay bắt tư kìa. Mai cà phê uống nữa không? Mai cho cà phê uống nữa đúng không? Rồi đầm ngủ 100.000 con. Chị nào chốt đầm ngủ chốt em. Đầm đen của tim với đầm đỏ sơ mi. Bây giờ lấy đầm đen của tim này size bay cho chị Ngô Hiền. Đây nè. Cái đó bắt tư hồi trưa lấy cũng đúng á. Hồi trưa không có mày bắt tư lấy cũng đúng đó. Chị kia đi đâu mà không có đi. Đi trốn hả? Đầm cắt laser. Size 70 đến 8 mấy ký có size nha. Đây. Đầm cắt laser. Mấy chị coi form người ta nè. Form đẹp không? 280 đầm cắt laser size 3 nha. Nói chị đó, đầm xanh bi của chị Gương Trương nè. À,
đầm sơ mi của chị Vương Trương 250 nè. Nói chị đó thông cảm đi, tại vì không thấy cho nên là xả rồi, khách lấy rồi. Đầm ngủ đen 100.000, đầm ngủ đen của chị Lê Nhật Lệ nè. Lê Nhật Lệ 100.000, 100.000 của Lê Nhật Lệ, 100.000 của bé Hele Helen Thảo. Người yêu ơi yêu mình em được, Helen Thảo 100.000. Yêu mình em được không? Em coi lại giày đầm đen sát mắt có size lớn không chị Duy Tân? Đầm đen từ từ. À đầm cắt la dê, họ đầm cắt la dê nó có một size 70 đến 82, 83, 84 ký là chị Duy Tân. À, không có size lớn chị ơi. Đầm đó có size, nó có size đó tại vì hèm xúc này nè. Nó tồn lại, nó còn rớt lại cái gì thì mình bán cái đó. Có đồ thun ngủ 2 giây không? Chị chốt cái khác đi. Trời ơi chị Thuận ơi, chị Thuận, chị Thuận ơi, chị làm cái gì chị mà cái phay của chị nó tới 20 mấy ngàn người theo dõi, chị có con đường nào làm ăn cho em theo với đầm đen sát đầm đỏ, đầm đen à, đầm đen sát đầm đỏ Tây Cánh Tiên, chị đem cho chị coi. Không biết đầm nào còn sai trăm ký không, bị đầm nút quá, đầm nhiều nút quá, còn sai trăm ký không? Đúng rồi, còn cái hả? Từ từ lấy, chưa ai lấy hết. Có size tới 100 kg lần chị. Đầm này nhà em có size 60 đến 100 kg, phơm đẹp lắm chị ơi. Em nói chị phơm đẹp nhức nhối luôn. Đây nè, vải đẹp lắm chị. Chị mua thử một cái nhà em đi rồi chị sẽ ghiền em. Đó, giống như em ghiền cái Facebook của chị vậy đó. Đầm đó 280 nha. Người yêu ơi, có đồ thun ngủ 2 giây không? Rồi để sale cho ông bao đồ ngủ nè. Ở sau lưng ghế salon có bao đồ ngủ xanh đỏ tím vàng đem bên đây. Bi, chị rất là tin tưởng ở BBD đi. Rồi lên tiếp đầm nha. Anh Phước ơi, bỏ đi lên nữa cho anh Phước nè. Người ơi, đầm này 300, hôm qua em có chụp hình rồi phải không? Đầm này là size dưới 88-90kg vừa nè. Ha, thôi khỏi nhớ đi, cho chốt đồ đi, khỏi nhớ. Đầm này là size dưới 90kg cũng vừa, đầm này hàng Việt Nam xuất khẩu. Trời ơi, cái con đầm trắng, đầm đen 3 nút size XL. Vải gì hả chị? Vải đen co giãn rất là mềm. Chị chưa biết coi vải nhà em thì chị hỏi mấy chị trong này, nhà em lúc nào đồ nào cũng co giãn hết á. À, nói chung là, gì quên rồi, đầm đen 3 nút. Từ từ, tôi nhớ thử đầm đen 3 nút. Ủa đầm đen 3 nút là đầm nào vậy Thu Thủy? Đầm củ lá sen á hả con gái? Phải đầm củ lá sen không? Đầm củ lá sen á Bi? Chị bả chưa trả lời nhưng mà lấy đi. À em nhầm, đầm đen nhiều nút xây L. Ừ em nhầm, đầm đen nhiều nút. Đầm này vải đẹp lắm nha Thủy. Nói thiệt, đầm này vải đẹp mà phơm đẹp, bà cố nậu quại văn viên hay họ mà hai bên luôn á. À, đầm đen nhiều nút. Em váy đen hàng nút Tây Cánh Tiên size lớn nhất, size lớn lấy lên size lớn nhất 100 kg luôn Bi, lên lại đi. Size lớn nhất là 100 kg chị Duy Tân cứ đưa lên chiều cao cân nặng. Vừa thì em đưa, không vừa là em không có đưa. Chị Thu Thủy nè. Thu Thủy 280 nha anh chị. Cho vô đây đừng ngại, em thấy chị ngồi, chị cũng như em mà em cũng như chị gì đó. Rồi đầm xanh 300. Đầm này cũng size lớn nè. Đầm này cũng size dưới 90 kg nè. Cái tay này nha quý vị, đây là cái tay nè ha. Mà đầm này đẹp lắm, tại mấy chị không chuộng, nhưng mấy chị ở ngoài mấy chị nhìn cái đầm này mấy chị phê lắm. Duy Tâm, chị Duy Tâm. Rồi xả bộ ngủ nè, bộ này có size tới 100kg nhiều lắm nha. Xả bộ ngủ nhớ ngày ấy sao ôm mày, mày giúp mày được sao. Bộ lại nè Lục, đưa cho ba. Đưa cho ba con. Dạ đưa chị size lớn nhất là chị size 90 đến 100 ký là size chị đó. Người yêu ơi yêu mình nè. Hồi bữa giờ mấy chị hỏi đầm này có size nhỏ không thì hôm nay báo cáo với mấy chị có size số 10 nè. Size số 10 là size dưới 70 ký nè. Trời ơi đẹp không? Đầm này 300 là đầm này hồi bữa giờ bán quá trời là đầm này nè mấy chị. Đầm này bữa giờ bán quá trời quá đất luôn. À,
cho em size lớn nhất. Em có nhiều mẫu lắm chị Duy Tâm, chị vô chị theo dõi phim bay em đi. Em chụp một nùi đầm á. Em chụp một nùi đầm, chị coi thử cái gì vô vừa thì chị dớt cho em. Sao có đưa size nhỏ cho em không vậy ta? Trời ơi, bi bi đứng nhiệt chết cái bao đầm ra đi. Lấy cái bao bỏ đồ bình vô đi em nè. Rồi đầm bi hồi nãy ai chưa chốt tranh thủ chốt nha đầm bi nè. Đầm bi ai chưa chốt tranh thủ chốt này nha mấy chị nha. Đây rồi nè. Đây rồi nè. Trời ơi sao có đưa size nhỏ cho em không vậy trời. Có một con đầm size số 10 70kg nè. 65 đến 70kg có một con thôi. Ác lô đầm nào đẹp mà có một con à. Đầm đẹp có đúng con 250.000 nha mấy chị. 250.000 đầm này. Ở trong nó là lớp trắng, ở ngoài nó là lớp vôn, lớp lưới màu. Nhưng mà size này 60 đến 69kg à. Chị nào 60 đến 69kg thì chốt con đầm này ha. Size bé á, chứ không có size lớn ha. Bi xanh 65kg của chị Hồng Nguyên. Bi xanh 65kg của chị Hồng Nguyên. Là chim, ôi em sẽ cất sau đôi cánh mềm. Từ Nam Nguyên không? Xa ngoài Bắc bao con núi liền. Chào Bắc Nguyên. Hạnh Nguyên đi, Hạnh Nguyên ơi, chị đưa sai nha. Là mấy 250 của Hạnh Nguyên. Ôi sư là lời một câu trả. Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim tôi sẽ chiếm bao chim chim chim. Chào mấy chị, chào. Em có cái đầm nơ đen nữa. Em có cái đầm nơ đen nữa, chị Duy Tâm có muốn coi không? Đẹp là không bao giờ vừa. Kibu Bình Thạnh. Đây. Đây. Trời ơi má ơi, coi đầm đẹp mà size số 6 nè chị Song Anh. Bà nội cha coi đầm đẹp mà size số 6 nè mấy chị. Ghét không? Coi đầm đẹp mà size số 6 nè, ghét dễ sò thiệt chứ. Trời ơi là trời, size số 6 nè. Số 6 nè bác Tư ơi. Ghét thiệt đó chị. Đợi em 5 phút em cho chị coi một vàng đầm có size tới 100kg nhà em nha. Chị đợi em chút xíu. Chị có mặc đầm này không? Đầm này có size chị không này, mà đầm này là hàng Việt Nam xuất khẩu. Đầm này thì mặc vô thì nói thẳng ra câu là đầm này mặc vô. Form rất là sang, form này mấy chị đi tiệc cũng được. Đây nè. Đầm này hàng Việt Nam xuất khẩu nè chị, xinh không? Có size 100kg nè. Đầm đỏ 250. Đâu? Tên ai đồng ơi? Con cá con tên là Nguyễn. Nguyễn Đi bu đầu đồng cái tên cây giang đang cho địa chỉ mai nó qua đây đi. Dạ rồi. Cho Kibu địa chỉ số điện thoại mai. Dạ qua rồi. Đi. Nhưng mà dặn nó qua sau 12 giờ để ngủ coi à. Dặn nó qua sau 12 giờ đi. Có đầm số 6 đẹp quá may bán đi. À đầm số 6 hay đẹp không? Anh Tư ơi lấy cái đầm số 6 mà màu đen sau cùng á đưa đây cho em. Treo ở ngoài cùng rồi nè để em lấy đầm đó em may. Số 6 nhiêu ký? Số 6 là năm mấy ký rồi chị. Có cái nào đẹp mà nhỏ giấu giùm luôn đi. Bà nội cha muốn giấu giùm lắm chứ bộ. Không không, cái đầm đen anh mới bảo cho ba của Bình á. Cái đầm này nè chị có ưng không hay là chị ưng hàng có tay? Chị Duy Tâm nói cái gu của chị đi. Đó đó đúng rồi đó, rồi anh treo ngoài cùng cho em đi. Để em ấy rồi em ấy vậy. Rồi lên tiếp nha. Nó chót luôn rồi, ai chót nè. Chị coi nè. Tự nhiên cái đưa hàng ta xây đồ toàn hàng đẹp mà xây nhỏ không mà chót không. Hỏi cho chú Bình nè. Ờ nằm chờ xem mua đi tiệc mà chờ toàn xây nhỏ. Có cái làm số 6, số 6 còn có 50 năm mấy cái này nữa nè. Đưa chi tôi toàn hàng đẹp không vậy trời. Cái này mặc đẹp này mà đi. Luôn nó mặc đầm hả? Không ạ, không có chết luôn á. Xong đi ra tao cũng thấy cái đầu rồi đó. Rồi lên nha mấy chị nha. À lên đầm đi. Lên đầm có size 60 đến 100kg đi. Rồi lên đầm nha mấy chị. Nhà đầm đi tiệc size 100kg nè. Chị muốn lấy đầm này không? Đầm đi tiệc 100kg nè. 300.000 hàng Việt Nam xuất khẩu. Đầm nhung. Đây nè mấy chị. Xin không mấy chị đầm ở dây đá nè ha. Mấy con 100kg hôm nay gì vậy? Khoảng 5-8 kg rồi.
48kg vừa không ạ? Dạ không chị, nó còn có 48kg thì vừa, 58kg không vừa đâu. Nè, 200kg chốt với con đầm nhung nè. Em nói thiệt, đây nè, làm gì mà có cái hàng Việt Nam xuất khẩu mà giá 300 mà đẹp như vậy. Em có một con maxi nè, con maxi 60-85kg maxi loan ha. Rồi bán con này cho mấy chị 100.000 maxi loan. Chị nào chốt maxi loan 100.000 chốt giùm em maxi loan 100.000 nha. Đó, 58 vừa không? À, không vừa. Không vừa chị. Chị nào chốt maxi loan thì chốt lên giúp giùm em maxi loan ha. Nè, đầm dây đen nè. Đầm dây đen lên cũng sai 100kg nè. Cứ đưa lên đi rồi ai chốt được cái gì chốt nha. Nè, cầm ren đen nè, bộ mấy đầm này đi tìm thêm con áo vest vô nữa em nói với chị nhức nhó nè. Ở giữa nó làm cái ren mỏng nè mấy chị ha. Xinh lắm. Trời ơi là trời. Thiệt chứ. Để đầm này tối về thử. Để đầm này tối thử. Có lóc cá chép cá lồng tông sao. Tuổi có lóc sao, có 1-2 sao. Đây là con dâm size dưới 75kg. Dâm này hôm qua có 1 con nè. Dâm này hôm qua có 1 con nè. Giờ còn 1 con nè. Dâm này 250 dâm yếm. Dâm này là 65-75kg dâm yếm nha. Caro vàng đẹp không mấy chị? Ừ đẹp bắt. Mày để mày mặc đi em. Ừ vậy đi. Có 1 con đầm hàng si nè. Size dưới 90kg bán cho mấy chị 120.000. Đây là hàng si Nhật nha. Có 1 con đầm hàng si Nhật nè. Vải mềm lắm. Rồi size này 70-90kg bán cho mấy chị 120.000. 120.000 đầm si Nhật. Chị nào chốt đầm si Nhật chốt cho giúp giùm em đầm si Nhật. Si Nhật, si Nhật. Rồi đầm hàng xưởng mà có size tới 100kg nè. Rồi mã đầu tiên. Mã co giãn hết nha, mã đầu tiên hàng xưởng nhà em nè. Chốt giùm em là mã 4 túi. Chốt giúp giùm em mã 4 túi. Những cái mẫu nhà em mặc đều quà dài thấm gối hết nha em, bé 67 nè. Đó, chốt giùm em mã 4 túi. Mã 4 túi có size từ 60-100kg ai lấy thì báo giùm em ha. Đầm len đen nó bao nhiêu ký? 90kg Ngọc Giang, 90. Đầm 120 của Ngô Tú Linh nè. Đem bao đồ ngủ lên mà nóng xì khói. Ngồi yên mới nóng, chừng nào xì khói tính sau nha. Rồi lên tiếp nè mấy chị. Chốt giùm em đầm này là đầm tay phòng mã cài áo. Đầm tay phòng mã cài áo nè. Xin không mấy chị. Rồi đầm tay phòng mã cài áo nè. Rồi tiếp tục. Đây là đầm. Chốt giùm em là đầm 2 túi bạ. 2 túi xếp ly. Nè mấy chị thấy phơm 2 túi này dưới có xếp ly không? Có size lớn hết nha, đầm này xưởng nhà em hết. Rồi 2 túi xếp ly. Đây là đầm phơm suông nè. Đầm này đầm phơm suông 3 nút. Đầm này là không có ngắn hoa bụng. Đầm này chị nào bụng bự, bụng bia đều mặc vừa. Có 2 túi 2 bên nè. Ta chốt giùm em đầm phơm suông. Có size hết nha. Đầm xuyên nhật không có, chị có 1 cái à. Có 1 cái à chị. Còn cái lên hay đâu tay á. Để bộ phận cầm bộ tay nó chuyên nghiệp mà nó đau tay chứ mẹ luôn. Rồi lên tiếp nè mấy chị. Mà... rồi lên tiếp nha. Có 1 con đầm hàng Việt Nam xuất khẩu là đầm Caro size 90kg này, vải nhẹ lắm, 150. Có 1 con thôi nha. Đây là đầm nơ đen mấy chị. Đây là đầm nơ đen, nãy em định giới thiệu cho mấy chị đầm nơ đen nè. Mấy chị phơi phơm với vải nè. Đầm nơ đen nó size 60-100kg luôn. Chị nào chốt đầm nơ đen, chốt lên giúp giùm em đầm nơ đen nha. Chốt lên giúp giùm em đầm nơ đen. Đây là đầm khuyết cổ, cái đầm này đang bán nhiều vô số kể nè. Đầm khuyết ngực nè, có đường khuyết ngực nha, mà là khuyết phía trên ngực nha. Tay phòng, phải co giãn với con đẹp. Chốt giùm em đầm khuyết ngực. Chị nào chốt đầm khuyết ngực, chốt giùm em đầm khuyết ngực. Lấy đầm nơ đen size 100kg cho chị Duy Tân. Đầm nơ đen size 100kg cho chị Duy Tân. Rồi đầm chăm đắp ở phía sau lưng mấy chị là cổ tim trước, cổ tim sau nè. Cổ ai? Mà sao chưa xả? Đó, cũng hoa lệ, để trước mặt luôn, mới đụng vô đó. Mới đụng cái tay vô đó vậy. Cúc hoa lê. Cúc hoa lê hôm qua đâu có đi đâu. Cái con đầm này nè, cái con đầm 250 này nè mấy chị. Cái vải nó nhẹ lắm nhưng mà cái phom lên đẹp lắm. Phom là nè, em nói mấy chị nghe nè, thứ nhất là tay phòng nè ha. Cái con đầm này lên phom sang lắm. Xin em đi mấy chị đây nè. Cổ tóc chéo nè, mấy chị coi nè, cái tà nè. Cái tà bên này nè,
bác sĩ dài nó đắp qua, bác sĩ dài hơn cái tà trong. Mà con này làm giống như là đầm lụa, nhưng mà cái chị đừng có sợ chặt, tại vì ở sau nó có lưng trùng ha. Đầm lụa 250, chốt giùm em đầm lụa 250. Và một cái mã đầm mà đã gây náo loạn thương mại là mã đầm ngọc trai mấy chị. Mã đầm ngọc trai, mấy chị coi phơm đầm ngọc trai nè. Đây là mã đầm ngọc trai nha. Đó, chị nào chốt mã đầm ngọc trai thì chốt lên giúp giùm em đầm ngọc trai. Còn xếp nhà em thì bao lai rồi bác nhé. Áo phun này là 90-100kg này bán 80.000. 80.000 áo phun. Vậy nè, cũng ổng không à. Cũng một mình ổng à. Tôi có bỏ ra đâu. Rồi giờ thằng nào bỏ à, nói tám một cái xíu hám luôn. Đầm em đang mặc là 280. 280 nha quý vị. À em à, em coi lại cái cổ tim trước, cổ tim sau để chị là đầm cam đất đó không chị Duy Tân? Đây chị biết tại sao nó có cái dây không? Em cũng chưa biết nữa. Để em suy nghĩ em nói cho chị nghe. Có cái dây á, tại khi mình mặc cổ tim nó như thế này nè chị ạ, thì cái dây ở sau nó giữ lại, nó không có bị tuột xuống hả. Nè cái dây, hai cái dây ở sau nè, hai dây tim mấy chị mặc á, mấy chị cụt ngang qua, cụt ngang qua như thế này nè chị đó, cụt ngang qua lưng á. Nè cổ tim trước tim sau này, con này là 250 nha chị, con mai mặc canh đang mặc á, con này là 250. Chị lấy cái đầm caro rồi kìa, chị không mặc đẹp vai, chị mặc cổ tròn nó cũng đẹp vải mềm lắm. Đầm caro đó chị, lấy cả hai luôn chị, lấy lòng chị. Ừ chị lấy cả hai đi cho con bé nó đi lấy hàng lần cho tiện nha chị. Mai làm gì chị hết trơn á. Hả? Người yêu ơi yêu mình em được không? À, lần đây. Bên em có quần rinh cũng size lớn nha. Quần rinh cũng size lớn nè. Kiểm tra tiếp cái bộ này có bị lỗi không nè. Kiểm tra tiếp hai cái này đi. Nè. À, kiểm tra nhiều sáng, kiểm tra tất cả các loại có những cái bị lỗi không, mà sao bán hết cái bị lỗi hoài. Em có con zombie nè mấy chị. Em có con zombie size dưới 75kg, size 65-75kg 250 nha. Chị nào chốt zombie chốt lên giúp giùm em zombie ha. Có đưa ra bình luôn. Đưa được rồi. Kiểm tra hết cái bi, không phải cái lỗi này đâu. Ừ, đúng rồi đó, cái đó nó mới nguy hiểm á. Chứ cái kia nó không nguy hiểm đâu. Bỏ trẻ bình luôn. Caro là vải, caro là cái vải gì mà nó mềm lắm chị. Nó không coi dễ nhưng mà nó mềm, nhưng mà giữa các, chị thấy nó giữa tất cả các nắp không? Nó đều là có lớp thun cho nên chị kéo ra nó giãn cực kỳ nhiều ha. Cái kem đất có tay có bo không? Cái kem đất tay có bo nha chị. Tay có bo nhưng mà bo rất là rộng chị. Cam đất tay bo mà bo rộng lắm. Bo rất là rộng luôn. Bo nhưng mà bo thun mềm lắm chị. Bo thun mềm mà thôi bo rộng. Đây là mới xay XL thôi. Mới xay XL thôi chị. Rồi bữa nay giờ lên xét cho mấy chị nha. Giờ lên xét cho mấy chị ha. À, chị có dung đùi không có? À, cái đầm đen em vừa bỏ xuống nó kiểm tra lỗi, nó là cái zoom á chị, cái zoom đi tuyệt 300 đẹp lắm nhưng mà hả, mà nó này không bị gì nữa này là chị 300, nhưng mà em nói thiệt với chị, em có một con này để đi tiệc nè, em nói mấy chị đẹp đẹp cưng lắm nè, mấy chị coi con zoom đi tiệc là 300 nè nè ha, đây nè. Sao vậy, gì vậy? Số bơi nãy đập đầm của lá sen. Cái đầm này không có sai. Nói chị Nguyên là đầm này size 14 là dưới 75kg thôi. Đầm này là hàng Việt, con Nguyên nè. Con Nguyên là đầm này là hàng Việt Nam xuất khẩu. Đầm này là hàng Việt Nam xuất khẩu. Còn size 14 dưới 75kg. Cái zoom này là size khoảng cỡ là dễ treo này lên đi bây. Size khoảng cỡ nhiêu chừng nào ai mua đo cho khoảng cỡ dưới 72, 73, 74.
cái con này là chị nào mà vừa được là chị đó trúng mắm. Em nói thiệt, đâu có dễ gì có con Dung để đi đám cưới đâu chị. Dung nó bình thường thì có, chứ Dung để đi cưới khó lắm. À, Dung để đi cưới là rất là khó. Rồi lên bộ ngủ xeo nè. Lên bộ ngủ xeo nè. Rồi bộ ngủ xeo nha, 150 xeo nhiêu. Bao nhiêu từ từ để em coi thử còn nhiều ít hả. Xeo 100.000. Rồi lên nha mấy chị nha. Lên bộ ngủ phun lai dông nè, phun lạnh nè. Bộ này là chanel cam. Bộ này size 70-80kg chanel cam. Chị nào chốt chanel cam chốt giùm em 100.000. Chanel cam 100.000 bằng phun nha. Chanel cam còn size gì? À, chốt em một cái đầm xanh đó. Cái caro nữa nha. Em chỉ khoảng chị Tân. Size 7 hết chị Duy Tân. Còn em chốt trong tin nhắn. Chị coi giùm dạ, mới đọc xong á chị. Nè bộ cam này, mấy bộ ngủ này có size 100kg, bộ cam này size 80-90kg nè. Chốt giùm em cam nha. Cam này 80-90kg. Rồi còn size, 70-80kg một bộ. Và 3 bộ 80-90kg bộ ngủ. Chị nào chốt bộ nhà, chốt giùm em bộ nhà cam ha. Cam Chanel. Chị ơi cam Chanel nha mấy chị nha. Cam Chanel. Chị nào chốt cam Chanel, chốt qua cho em cam Chanel nha mấy chị. Ủa mấy chị còn đang coi like không vậy? À, chị không bận Zoom được. Dạ ok, chị không bận Zoom được. Rồi không chốt bộ phải không chị? Không chốt bộ thì em cắt nha. Em cắt ha, có bộ đỏ nữa nè. Có bộ đỏ nữa nè mấy chị. Có bộ đỏ có tùng nè. Bộ đỏ có tùng nè mấy chị ha. Đó, nó cũng có size nha. Có size. Còn chị nào 100kg muốn lấy size thì em kiểm tra. Bộ này size L nè, 60-70kg nè. Đó, size L 60-70kg. Chị nào chốt bộ nhà thì chốt giùm em ha. Cam của Ngô Tú Linh nè. Bộ cam của Ngô Tú Linh 100.000. Bộ cam của anh Kiều, anh Phước với anh Kiều 100.000. Cái Dâm bị lỗi không chị? Cái Dâm đó, cái đó không có bị lỗi, mới kiểm tra. Mấy Dâm bị lỗi đưa ra rồi, cái đó không có kiểm tra. Không có Dâm bị lỗi cho nên mới để lại bán á. Cam nè. Cam của Trang Nguyên 100.000. Dâm đi tiệc 70kg. Con Dâm đi tiệc đó hình Kim Anh chốt 70kg là hơi bị đẹp luôn á chị ha. Cho xem lại cái Dâm đi tiệc. Dâm nói chị bị, chị không có vừa cái Dâm 300 mới đưa lên đâu. Dâm 300 mới treo lên đâu. Cái Dâm riêng này Dâm 300 treo lên đâu. Quay mì mới rồi bị. Ủa, cái Dâm này khoảng cỡ dưới, nếu mà đẹp á chị, con Dâm này nếu mà đẹp á khoảng cỡ dưới 72-73kg. Con Dâm này nếu mà đẹp á là khoảng cỡ dưới 72-73kg. Em có một con mà chị Thảo, bữa em mặc đi sinh nhật hơi bị dễ thương luôn con này nè. Nói chung là xinh lắm chị, nhưng mà dưới 73kg thôi. Rồi bầu thêm ngủ nha. Lấy Dâm đi tiệc của Huỳnh Kim Anh là 300. Chị cái anh mà về mặc con này đi tiệc hay đi cưới trước hạn luôn á chị. Em nói thiệt. Dạ, Huỳnh Kim Anh chốt trước nha chị. Cái Dâm đó hết rồi phải không? Ủa hồi bữa cái đợt đó em về Dâm đó size lớn rồi chị, rồi chị Huyền Nguyễn Thị Thúy lấy chưa ta? Chị Huyền Nguyễn Thị Thúy lấy cái con đó chưa ta? Dâm của Huỳnh Kim Anh nè. Bộ nhà đỏ có 80kg. Bộ nhà đỏ có 80kg, có size chị. Nè, bộ nhà đỏ có size của chị Kim Anh nè. Có size của chị Anh Kiều nè, 100.000 của anh Kiều. 100.000 của anh Kiều nè. Bộ ngủ có size tới 100kg nha. Em thông báo với mấy chị là bộ ngủ 100kg còn màu đỏ nè, màu hoa hồng nè. Nè ai 100kg chốt đi nè, màu cam Chanel nè, màu beo vàng nè. Đây, để mấy bộ 100kg đây. Ha, bộ ngủ beo vàng nè. Beo vàng cũng vậy, 100.000. Beo vàng kèm số ký đi mấy chị. Mấy bộ này mấy chị mặc sung sướng cuộc đời lắm, beo vàng nè. Có cái tùng chia vú nữa ha. Trời ơi, ai 100kg chốt 4 bộ đi ha. Ủa sao không dòm tới em? Mày lấy mấy bộ? Mày lấy mấy bộ? Nè, Bích Vân à, mấy bộ 190kg beo vàng. Cam Chanel nè, lấy cam Chanel nè. Đó, lấy hoa hồng nè. Đó, cam Chanel của Bích Vân Nguyễn nè, 100.000. À, mày lấy cái gì mày báo đi. Ủa đó con đó không có hả? À, màu đỏ có size 80kg để cho anh Kiều rồi. Ủa chị chưa có con đó mặc lên đặc sắc lắm.
em nói thiệt lòng á, con đó mặc lên ô tô sang chảnh luôn chị. Ủa mà ô tô sang chảnh này gì vậy? Beo vàng của Duy Tân nè, 100.000 của chị Duy Tân nè, bộ đỏ của Bích Văn Nguyễn, thêm bộ đỏ của Bích Văn Nguyễn nữa nè, Bích Văn Nguyễn hai bộ rồi đó nè. Chị Duy Tân không lấy màu cam, bỏ màu cam của Bích Văn Nguyễn ra lấy màu đỏ nè. Em chốt bộ này cho chị Duy Tân nữa nè, em chốt thẳng cho chị Duy Tân bộ này luôn nè. Con Vy bộ Duy Tân, bộ này chị Duy Tân, bộ này đi đưa cái bộ này cho chị thôi nè. Có một bộ hoa hồng thôi, có một bộ hoa hồng thôi, em chốt cho chị Duy Tân luôn nè. Bích Văn không lấy bộ cam thôi, bộ hoa hồng nè chị, chị có lấy không nè? Có một bộ nè hoa hồng nè, ai lấy hoa hồng chốt hoa hồng nha. Hoa hồng có size nhỏ nha, ai lấy hoa hồng chốt hoa hồng. Ai hoa hồng cũng 100.000, ok. Không lấy màu cam rồi, còn một bộ ngủ Chanel cam, ai lấy bộ ngủ Chanel cam thì lấy giúp em ha. Nói chung sữa nhà em may lúc nào cũng có size tới cỡ đó hết á, cũng có size tới 100kg hết nha mấy chị. À, lấy em bộ đỏ, hai bộ đỏ của chị Huyền Nguyễn Thị Thúy nè, Huyền Nguyễn Thị Thúy. Rồi ai lấy gì nữa, em còn một bộ 100kg bộ cam nha. Ai dây chai hột vịt lộn bán không? Ai cam giác không? Ai sả lòi không? Em beo vàng và hoa hồng vậy đúng rồi. Hoa hồng của chị Thư Tôn nè, Thư Tôn trồng Sài Gòn á, kêu que Thư Tôn 100.000 sả lòi Thư Tôn 100.000 hồng. Trời ơi, trời ơi, má ơi, má Trang, má chốt bình tĩnh đi má Trang, không ai làm gì má luôn á, thiệt nè. Trang Nguyên chốt cho bả nè, cho bả, trời ơi kìa, 100.000 hoa hồng. Trời ơi, đừng có ẩn comment của bả lên cho bể cái Facebook luôn á. Trời ơi, con gái lứa thì không có dịu dàng gì hết, chị bé cánh sen với xanh lá cây, bé thì không có dịu dàng một chút xíu nào hết á. Trời, kêu là chọc hoài quê nha. Vậy cô đó kêu chọc hoài quê nha. Ê, cô đó với con là một tâm đó luôn đó. Là con nói chứ không phải cô đó nói đâu. Chị nhận mấy lùng làm con đi chị. Dạ, cánh hồng cánh sen với xanh lá cây. Chị ớn mày có một bộ thôi nha, còn một bộ cam size 3 thì lấy đi, bớt ới đi. Bớt ới đi. Nếu mà lấy size 2 thì còn nha, mày bớt ới giùm tao đi. Ok không? Rồi, xong chưa? Qua mẫu nha, lên xích bộ nè, xích bộ nhà em có size tới 100kg luôn ha. Lên xích bộ, lên. Tầm ba u ba 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 tầng tầng nè, bằng bằng u ba bằng bằng. Để qua kia đi, để chút mình ba bỏ cho anh Bình. Trời, lâm bờ lâm bờ lâm bờ. Trời ơi, con dung đỏ dày nè, không ai chốt đâu nha. Nè, con dung đỏ dày không ai chốt đâu nha. Mấy chị đợi đi, em mới thấy mẹ em luôn ha. Em muốn hoa hồng không? Dịu tre dịu dàng ở chuồng hả? Trời ơi, không chị, đồ nhà em nhiều đâu. Ở Tư, bữa nay về cái gì vậy Tư? Quên coi. Biết bữa nay lên cái gì heo vị á, không biết bữa nay lên cái gì nữa. Để em mở ra nha, có size 60 đến 100kg, 75kg chị Thảo Trần ơi, 75kg. Em muốn hoa hồng thì lấy size 90kg đi. Rồi mà không có tin, chết thằng nhỏ trên ghe mà không ai tin em hết nè, chết chưa? Dạ đúng rồi, 60 đến 100kg có sai bút nào? Thế nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Áo chị đẹp vậy chị, cái đầm á chị lên nghe, đầm này em có bán nha chị, đầm này phơm dài tao không quyển ha, sao mặc dừa. Lấy bộ cam đi, đẹp lắm bà nội. Nè, đầm LV chết chưa, chết nhỏ trên ghe chưa? Oh yeah yeah, đường cong em đó mà. Trời ơi là trời ơi. Mấy chị nhìn cái đầm đường nó thủy nó nhỏ nha. Ở sau lưng nó có lưng thun, nó kéo ra được một khúc nè. À, trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Oh yeah yeah, đường cong.
công em đó mà. Thì ai ơi là em là ai là nào chân trái là hú hù là nai 206 đầm eo vì xin không đó em cầm này nè. Mai chốt luôn trời. Thiệt chứ. Cái đầm chị Lê nghe, cái đầm chứ không phải cái áo nha chị nè, đầm nè. Trời em ngồi im cái thử có thử ngồi im cái cũng mai chốt luôn. Thật em buồn thiệt chứ. Nè, 100 ngàn của Bích Văn Nguyễn nè, không chốt ở tuần ráng chịu nha Bích Văn. Trời thiệt á, đứa đầm ngồi im cái mấy má ngồi im luôn. Ngồi im buồn dữ trời. Cái đầm mà sơ mi eo vì đi. Thiệt rầu thiệt chứ. Coi như không nói gì, cái mấy má cũng không nói gì luôn. Cái tôi ngồi tôi cũng không nói gì, cái cuối cùng tôi ế. Rồi xong. Ủa gì á, baby kiểm tra này nó gây lộn sai ha, sao vậy tự nhiên hay. Xong baby kiểm tra hàng này. Rồi cái này cũng hay luôn. Kiểm tra hàng này. Hả? Đây ta biết rồi. Đây là gì? Cục L. Cục L là biết rồi, coi hai cục kia kìa. Nè hai gì nè. L biết rồi nè. Đó kiểm tra coi thử. Cái này có cục cắn hoa nè, cũng hay rồi. Cầm eo bì của Tiến Nguyễn Thị. Bày yên bị đầm, ít lấy cái đầm đó 75kg đưa chồng. Đưa kiểm tra hai bao đó để sờ cái khách này. Ít lần thôi nó dán hay, có một cái ngoài cùng hay thôi. Đưa cái ngoài cùng kiểm tra ở trong chưa? Nè cái lùng bi này 260 của cô Vi Trần. Vi Trần có dấu. Vi Trần không có dấu. Là meo vì của chị Tiến Nguyễn Thị. Vi là chắc là không có dấu rồi đấy. Chị Tiến Thị. Hay không? Rồi bỏ vô hai bịch ghi đèn ngoài này. Cha Tiến Nguyễn Thị, bà ngồi im tôi tưởng mạng đứng. Ngồi im để người ta chốt đó bà nội. Rồi đầm sơ mi, có ai chốt đầm sơ mi nữa không? Đưa 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 lấy cái đầm sơ mi size L của tưởng Nè nó có lấy không? Nè Nguyễn đầm cho sơ mi size L nè Nè ơi. Đầm sơ mi eo vì size L. Hổng cho mày đi đâu vậy Bích Thị? Thiệt á, hổng cho mày đi đâu vậy Thị? Đây nè. Đầm sơ mi eo vì 260, thấp 260 đến 100kg. Bé nào chốt thì chốt giúp em nha. Phơm đẹp quá trời. Nói chung đầm này đẹp dễ sợ luôn. Hả? Chị có lên đầm sơ mi, chị cho anh xem đầm sơ mi. Lấy đầm đen xéo nữa chị. À đầm đen xéo 250 hả Vi Trần? Cái đầm đen xéo của tim tài xéo 250 size L của Vi Trần. Cho xem đầm sơ mi nè chị Trang Nguyễn. Phơm đẹp. Phơm đẹp dữ dằn lắm chị Trang ơi. Phơm hơi bị đẹp luôn nha. Đó. Đẹp dữ dội lắm. Tính bill cho chị Duy Tân hay chị chịu khoản đi em. Có sai tới 100kg nha quý vị nha. Có sai tới 100kg lần đó. Chị nào chốt thì chốt giúp em đi ha. Đầm này số lượng ít lắm, không có nhiều. Đầm này số lượng ít. Thì chưa về đồ nhiều quá. Cái tóc 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 tóc. Rồi giờ lên hàng xưởng nè. XL cho Vi Trần. Đầm 250. Đầm của tim tài xéo. Rồi bữa nay giờ lên xếp bộ nha. Lên xếp bộ. Đầm ngủ. Từ từ em mở này lên xếp. Rồi lên xếp bộ quý vị ơi. Lên xếp ra tay cánh dơi đầu tiên. Lên xếp tay cánh dơi đầu tiên nha.
cho anh xem lại đồng tâm y coi vô chị. Coi vô chị cho em. Cái giá đồng đồng tâm y em vì 280. Rồi lên tiếp bộ nè, phải coi giảm. Bộ này là bộ, chốt giùm em là bộ, phải coi dễ nha, bộ cánh dơi màu bò nè, màu bò nha mấy chị nha, màu bò tay cánh dơi nè, có nút nè. Chị nào chốt màu bò chốt lên giúp giùm em màu bò. Màu bò có size từ 60 đến 100 kg, bộ này là 220, bộ này 220.000 nha mấy chị nha, 220. Chị nào chốt 220 chốt lên giúp giùm em 220.000 bộ này, 220.000 hai bill của em cũng chuyển khoản gửi cho 2 ngày nữa rồi gửi nha chị. Vì nói trong cái bill Thu Thủy đi, Thu Thủy đây khách cũ khách mới vậy hả? À, Thu Thủy Tiền Giang, khách cũ khách mới anh ơi, Thu Thủy Tiền Giang. Review 2 ngày nữa gửi là bữa nay thứ mấy thứ ba hả? Bữa nay thứ mấy thứ ba hả? Review là thứ 5 gửi. Thôi thử Thu Thủy. Rồi còn bộ giống vậy mà bộ đen nè mấy chị. Bộ giống vậy mà bộ đen nha. Chị nào chốt bộ đen thì chốt lên giúp giùm em bộ đen. Thì khách cũ thứ 5 gửi. Bộ đây là bộ đen nè. Để chị hối cái quần tay nó Thu Thủy. Đây nè mấy chị. À, chị nào chốt bộ đen thì chốt lên giúp giùm em bộ đen ha. Chị nào chốt bộ đen thì chốt giùm em bộ đen. Bộ đen với lại bộ bò. Chị nào chốt đen thì chốt đen, chị nào chốt bò thì chốt bò ha. Ai chốt đen thì đen, ai chốt bò thì bò. Đây là bộ eo vì dài, bộ eo vì không sợ. Bộ eo vì không sợ. Bộ này phải coi giảm. Ủa, nói nghe nè Thủy, sao không lấy bộ này đi Thủy? Nói thiệt lòng luôn á Thủy. Nè, áo đẹp không? Nè, form nè Thủy. Form áo đẹp cực kỳ, vải coi giảm rất là phê luôn. Nè, thấy không? Khi mặc cột lên và kèm với quần dài nè, bộ này 260 nè. Và kèm với quần dài, bộ này 260.000. Chốt ở lộn, bộ này là bộ Dior nha. Ủa, kiếm gì vậy Bi? Làm gì vậy? Bộ này là bộ Dior. Rồi Bi xuống lấy bill hàng nhà dưới lên. Bộ đó mua rồi mà. Bộ đó mua rồi mà là cái gì? Thu Thủy chứ không phải Bích Thủy. Lộn. Lấy đồ nhà dưới, cái kệ nhà dưới lên đây chị like đi. Lấy tầng nào ra tầng đó. Rồi đây nè mấy chị. Chị nào chốt Dior này thì chốt giùm em Dior kèm số phí nè. Bây lùng thỏ vô đây. Đúng lượng phân đồ nè. Cái này là cánh dơi nè. Sáng anh Tư lấy nè. Bộ đó mua rồi mà. Ủa, Thu Thủy cũng mua rồi hả? Hai bà. Một bà Bích Thủy, một bà Thu Thủy. Rồi ba bé Mi nó đưa đồ lên like nữa nha mấy chị. Đầm ho cút. Áo này dễ em. Này. Đầm này size 100 kg nè. Nè, size 100 kg nè quý vị. Xinh không? Đầm hoa cổ. Đầm này cái form ở dưới mặt không có thấy bụng nha. Đầm hoa cổ. Chị nào chốt đầm hoa cổ, chốt giùm em đầm hoa cổ. Đây là chân váy quần nha mấy chị nha. Đây là chân váy quần. Chị nào chốt chân váy quần thì chốt lên giúp giùm em ha. Đây là chân váy quần. Mấy chị đừng có nhìn thấy nó nhỏ nhưng mà thực sự nó rất là bự nha. Chân váy quần có size 60 đến 100 kg. Chân váy quần xếp ly. À, 160.000 chân váy quần xếp ly nha. Chân váy quần xếp ly. Đây chân váy quần xếp ly màu đen. Chị nào chốt đen thì chốt lên giúp giùm em chân váy quần xếp ly đen. Đen nha mấy chị nha. Đen. Chị nào chốt đen thì chốt lên giùm em đen nha mấy chị. Rồi đây là bộ bi trắng kèm quần 9 tấc. Đây là bộ bi trắng kèm quần 9 tấc nè. Hai bộ lên tính. Bộ nè. Bộ Dior lại nằm ngay kia kìa. Nằm dưới cái bao đầm hoa nè. Rồi hai bộ này là cái bộ cánh dơi hồi trưa anh Tư lấy xuống nè. Em trả lại chủ cũ rồi. Ờ đúng rồi. Hai bộ cánh dơi hồi trưa anh Tư lấy, còn bộ Dior nè. Bộ Dior nằm ở đây nè mới thì. Rồi đây là bộ bi quần chính tóc nha, bi trắng. Bi trắng. Bi trắng nè mấy chị, bi trắng kèm quần chính tóc có size 60 đến 100 kg. Của ai? Đầm này còn size 14 chứ. Đầm này chị có size đúng rồi đó, nãy con đọc rồi đó. Rồi bộ bi trắng kèm quần chính tóc 220 nha. Bi trắng kèm quần chính tóc 220. Em có bi giống vậy mà bi đen nữa. Đó, cũng 220. Đó, chị nào chốt bi trắng thì chốt giùm em. Chị nào chốt bi đen thì chốt giùm em ha. Bi trắng kèm bi đen. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè.
bộ hai nút. Trời ơi, hai bộ kia được không? Bộ đây là bộ công sở hai nút nè mấy chị. Bộ này bộ công sở hai nút ha. Công sở hai nút. Chị nào chưa chốt bộ công sở hai nút kêu chị vô like đi. Bộ này là bộ công sở hai nút. Chị nào chưa chốt bộ công sở hai nút thì chốt giúp giùm em bộ công sở hai nút nha. Công sở hai nút. Chị nào chốt công sở hai nút thì chốt giùm em công sở hai nút, phải coi giảm dữ dằn lắm nè. Công sở hai nút trả. Bộ đó là 260.000. Rồi đây là bộ chính tóc. Đây là bộ chính tóc nè mấy chị. Chính tóc. Đây là bộ chính tóc cất ngực, chân ren. Cất ngực nè, caro nè. Đây là bộ chính tóc nha mấy chị nha. Chị nào chốt bộ chính tóc thì chốt lên giúp giùm em bộ chính tóc ha. Đây mấy chị. Đây là bộ chính tóc, chốt giùm em chính tóc caro ren. Chính tóc caro ren. Bộ đó cũng 220 nha mấy chị nha. Bi đen chính tóc có số nhỏ không? Có số chị Văn Thanh. Lấy cho chị Văn Thanh bộ bi đen đi. 60-70kg một size. Rồi bi chị Văn Thanh đi, có size chị á. Có size chị Văn Thanh 220 chị Văn Thanh. Bi đen nha, đưa đây chị. Bi đen này chị kèm với quần chính tóc nha. Văn Thanh 60kg. Rồi em lên cho mấy chỗ chị 3 mẫu đi chùa. Em lên cho mấy chị 3 mẫu đi chùa nha. 3 mẫu đi chùa, 260.000 một bộ đi chùa nha mấy chị. Đây, 260.000 bộ đi chùa. Vừa sáp. Kèm với quần đen nè mấy chị. Kèm với quần đen nè. Để anh Bi nó xem xuống dưới, nó lấy đồ nó nửa lại nữa. Đây là bộ đen nè mấy chị ha. Đây là bộ đen. Chị nào chốt bộ đi chùa đen này chốt giùm em 260.000. Chính tóc caro đổi bi đen. Bi ơi Bi, đem bộ chính tóc caro đổi bi đen đi anh. Đổi bi đen đi anh. Văn Thanh á. Hai đứa là size L đúng không? Cùng giá tiền đổi qua thôi. Cùng giá tiền đổi qua thôi. Rồi, bộ đi chùa mã 1 là mã đen nha mấy chị nha. Bộ đi chùa mã 2 là mã xanh. Bộ đi chùa mã 2 là mã xanh. Ha, mã xanh. Mã xanh eo vì nè. Bộ đi chùa mã 2 là mã xanh eo vì. Chị nào chốt mã xanh eo vì thì chốt lên giúp giùm em mã xanh eo vì nha mấy chị nha. Mã xanh eo vì bộ đi chùa. Chị nào chốt bộ đi chùa thì chốt lên giúp giùm em bộ đi chùa. Rồi lên cho mấy chị bộ mã đi chùa mã nâu. Mã nâu nha mấy chị nha. Mã nâu. Chị nào chốt mã nâu chốt lên giùm em mã nâu ha. Mã nâu bộ đi chùa mã nâu nè mấy chị. Dior, mã nâu là Dior nha. Mã nâu Dior cây son. Chị nào chốt mã nâu Dior cây son thì chốt lên giùm em. Mã nâu Dior cây son. Chị nào chốt nâu Dior cây son thì chốt lên giúp giùm em ha. Nâu Dior cây son. Gì? Bộ caro quần ống bát nè. Chị bộ caro đen. Em nói mà chị nào mà công sở chốt bộ này là hơi bị đỉnh nha. Nói thiệt lòng, bộ này mà em mặc lên là hơi bị đẹp luôn á mấy chị. Bộ này nè, quần ống bát, kèm với quần ống bát chốt giùm em caro quần ống bát nha. Caro quần ống bát kèm số ký. Vải đẹp lắm mấy chị. Vải đẹp lắm. Vải của cái bộ caro quần ống bát cực kỳ đẹp luôn. À, xem lại bi đen được lấy hai bộ luôn. Cho lên bộ bi đen đi. Đầm đẹp, đầm đẹp, đầm đầm đẹp đi tiệc đi chị Phương Đô. Nãy giờ mới lên rồi đưa bộ bi đen. Ok chị Văn Thanh nè. Cái áo của bộ bi rất là đẹp chị Thanh. Cái áo bộ bi đẹp lắm. Cái áo bộ bi rất là cưng. Chị mặc lên cái form nó rất là xinh nè. Áo bộ bi nè. Mấy chị đừng có nhìn gì, mấy chị nghĩ nhỏ. Ở sau lưng nó có lưng khung này là mấy chị thoải mái luôn ha. Rồi chốt giùm em bộ bi. Chốt giúp giùm em bộ bi nha mấy chị nha. Bộ bi, bộ bi. Chị nào chốt bộ bi chốt lên giùm em bộ bi quần chính tóc nè. Bộ bi quần chính tóc kèm số ký nha mấy chị. Bi đen. Bi đen này còn size tới 90kg thôi. Hết size 100kg rồi. Hết size 100kg bộ này nè. 220. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Hết chưa? Xong rồi. À, cái này chưa lên nè. Bộ này còn một màu nữa đi. Một màu hoa li ti hồng nữa. Bộ này em có tổng cộng 3 màu nè. Bộ yếm. Bộ yếm hoa hồi trưa em mặc ngoài like nè. Yếm hoa xanh kèm với quần ống rộng. Yếm hoa xanh kèm quần ống rộng nha mấy chị nha. Yếm hoa xanh kèm quần ống rộng. Bộ này 240. Em có mặc,
Em có hoa xanh, em có hoa đỏ, và một hoa nữa là hoa này nè. Hoa này là nhiều người mua nhất nè mấy chị. Hoa này thì nó đầm đầm, nhiều người mua nhất, hoa hồng nhạt. Đó, hoa hồng li ti nè. Đó, bộ này là nhiều người mua nhất nè chị. Đây, chị nào chốt bộ yếm hoa li ti hồng chốt giùm em nha. Bộ này thì nó đầm ha. Có size 60 đến 100 kg luôn. Có size 60 đến 100 kg luôn. À, bi đen, lấy size bi đen hay cho chị Huyền Nguyễn thì thấy bộ caro đó nhiêu ký, có size 60 đến 100 kg nha Kim Tuyến ơi, có size 60 đến 100 kg ha, 60 đến 100 kg, gọi lên ký cho mấy chị nha, uống miếng nước. Huyền Nguyễn thì thấy bộ bi hay, bộ caro đó đẹp lắm á chị Huyền, em nói thiệt mà, không tin chút em gửi hình em mặc cho coi, muốn coi hình em mặc đặt bài viết cũng được. Nhắn tin em đi. Rồi chị Yên ơi, gửi cho cái bộ caro vừa không phát, gửi hình nha. Cái gì đó? Gửi, còn lúc nào, ít cái số ngoài đó. Dạ, ok chị ba. Chốt rõ ràng, dễ sợ. Khỏi em ngóng. Em giọt quay lại một lọt đầm nha. Rồi có chị nào chốt cái bộ hàng sale không? Từ từ đưa lên nha Bi. Không ai chốt bộ hàng sale để mai chốt đầu like đi. Để xả đầu like đi. Hả? Ừ. Nè rồi Bi xếp bộ này luôn đi. Rồi lên lọt đầm qua dạt đầm nữa, vừa treo vừa nghỉ nha. Qua lọt đầm này nửa tiếng nè. Qua lọt đầm. Chị nào thứ nhất đầm ngủ. Thứ nhất đầm ngủ có size 60 đến 92-93 kg. Mấy chị mà chốt con đầm ngủ này là vải nó đẹp tựa hung la dông luôn.
vải nó đẹp lắm, cái ren nè ha. Em nói mấy chị là đầm ngủ thì vải cực kỳ đẹp nha, 100.000 một đầm, hàng Việt Nam xuất khẩu, hàng Việt Nam xuất khẩu 100.000 một đầm. Chị nào chốt đầm ngủ thì chốt lên cho em, Tư bỏ đầm ngủ lên, Tư ghi đầm, ghi mấy lùng ghi giá nè, ghi đầm Việt, đầm ngủ Việt Nam xuất khẩu 100.000 cái, đầm ngủ Việt Nam xuất khẩu 100.000 cái. À, lấy em bộ 170 ơi, xuống lấy cái bộ 170 bộ dưới cục bộ mới thôi, xếp thôi bây giờ. Lấy size 2 cho Huyền Nguyễn Thị Thúy. Chưa có áo bờ ra chị ai đi lấy xanh. Có thể là ngày mai nó về tới nơi rồi đó chị. Tại tin nhắn nó báo qua em là hàng về rồi đó. Có thể là ngày mai đồ lót về tới nơi ha. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Hàng này là chúng đưa lên kho. Hàng này đưa lên kho. Nó lồng ghi bộ đi chùa, đi bộ đi chùa này 350 để treo lên. Anh hứa kiếm cắt keo treo cái bộ đi chùa này lên trên cùng đi. Bộ đi chùa 350 treo 250. Lấy đầm caro đằng sau nha. Ông Lê Thị Nguyễn Hồng Thảo. Ông Lê Thị dọc dọc trên lầu của người thứ ba là đầm caro này ngay trước cửa phòng ông nội. Anh biết thấy không? Lấy tay lời cho Nguyễn Hồng Thảo. Huyền Nguyễn Thị Thúy nè, ghi rồi 170.000 của Huyền Nguyễn Thị Thúy nè. Dạ. Anh Tư ơi, tốt hai cái đầm ngủ Tư ơi. Anh ghi dán lên chưa? Ghi dán lên chưa? Bỏ ngay chỗ trước cái kệ sắt hay chỗ gương này nè. Trước kệ sắt hay kho cho em biết cái chỗ anh chị. Chừng nào lấy hàng cho em chị. Anh cứ để cho cái lùng làm đó đi, anh đưa cái này lên kho cho em đi. Đưa cái này lên kho, kho của em ở lộn. Kho trước cửa phòng của em á. Em mới về viết đây nè, 200. Thôi tính 220 đi mấy chị. Em thấy hàng về Lô Quảng Châu em thấy đẹp quá trời mà về mấy chị không ơn. Nè mấy chị ơi. Nè. 220 đi ha. 220 zip này. Dễ thương lắm mấy chị mà mềm lắm. Nó có màu vàng nè. Ha, nó có màu vàng. Vàng 40 nè. Vàng này có cách lấy nè. Lấy một đôi đỏ 38 thôi đi. Đôi đỏ dâu 38 thôi nè. Chị Kiki Nguyễn hay sao? Sọt Kiki Nguyễn hay sọt 4 đôi giày cho chị Kiki Nguyễn đi. Lấy nè, đỏ dâu nè mấy chị, đẹp không? Đỏ dâu nè, lấy một đôi đỏ dâu 38. Đỏ dâu nè, dễ thương quá trời luôn. Kêu bên đó không được anh. Đó rồi, lo lùng sọt của Kiki Nguyễn này đi, sọt nha cô Kiki Nguyễn giày đi. Đôi này là 220 nha. 220 của Kiki Nguyễn nè. Nó lộn 220. Hai đôi của Kiki Nguyễn phải không luôn? Phải cô Kiki Nguyễn đặt cái này à? Kiki đi dài ở đó. Đúng rồi, hai đôi của Kiki Nguyễn là 220 cộng 220. Rồi lên đầm nha. Vừa lên vừa kêu hàng luôn. Vừa lên vừa chăng bước lên tư kêu hàng rồi. Đầm hàng Việt Nam xuất khẩu nè, size 60-85 kg. Có một chú ở bên trong nha. Rồi sale cho mấy chị 100.000 ha. Sale đầm này cho mấy chị 100.000. Đầm này đi biển đẹp lắm, đầm loan nè. 100.000 đầm loan. 100.000 đầm loan nha mấy chị nha, 100.000. Chị nào chốt đầm loan 100.000 thì chốt giùm em. Đây là đầm sơ mi nè mấy chị. Đây là đầm sơ mi. Đây, đầm sơ mi size lớn nha. Đầm sơ mi size lớn nha mấy chị nha. Đầm này là 250, size này là size 90-100 kg nè. Kêu cái đầm sơ mi lên đây nè, kêu hết luôn. Lấy đầm caro đằng sau có rồi. Đây là đầm babydon nè. Chết mày. Đây là đầm babydon nè. Babydon này là size em nha, size 70-85 kg. Babydon có 2 cái. Babydon này có 2 cái nha quý vị. Một con là XL. XL là size em, một con là size 100 kg. Babydon. Chị nào chốt babydon thì chốt giùm em nha. Form này đẹp lắm luôn á. Form này chị nào bụng bầu, bụng bia, bụng bự là đều vừa ha. Bụng bầu, bụng bia, bụng bự đều vừa đầm này nha. Bụng bầu, bụng bia, bụng bự đều vừa đầm này ha. Đầm này để chút đi chụp hình. Có hai đó đôi size 40 đó. Để em kiếm cho chị Huyền Nguyễn thì thế con dân 300.000 đi chị. Cho chị pha. Cái gì ạ? Không biết ai biết bị ấm gì ai biết. Đưa bộ đồ đen em xem lại. Bộ đồ đen nào ấy chị Phạm Thị Ngọc Giai ơi. Bộ sale 170 á hả? Bộ sale 170 nè. À, hồi nãy chị Thảo Trần lấy đầm đen, đầm đỏ, sấy lên lờ không có, em có đầm vàng sấy lên lờ thôi.
em có đầm vàng size L 250 là size này khoảng cỡ dưới 83-84 ký vừa. Treo luôn thôi. Size này khoảng cỡ treo đầm đá treo đây nè. Thì có đầm hoa đủ màu là treo kia. Là đầm đỏ này là size M size XL là dưới 82 ký.